Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 220. Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía tần quan nói, ta nói lời sẽ giữ lời. Nếu chết trận, ta đền gấp 5. Người đàn ông trung niên gật đầu, ta tin tần cô nương. Minh Tân đột nhiên hỏi, các hạ, người chắc chắn chưa? Người đàn ông trung niên nhìn về phía Minh Tân, nếu cô nương cũng lấy ra được nhiều tiền như vậy thì ta đồng ý giúp cô. Minh Tân im lặng. 1 tỷ trụ nguyên mạch. Đây thật sự là một khoản tiền lớn, linh khí ở vũ trụ vô biên vốn đã ít ỏi, lại thêm đế quốc thần minh bọn họ đã ngủ say lâu như thế nữa, bởi vậy nàng ta căn bản không thể đào ra được chừng ấy tiền. Cho dù có đào ra được thì cũng không cam lòng cho đi. Người đàn ông trung niên cười nói, cô nương. Ta chỉ nhận tiền, không nhận người. Nói xong, ông ta đột nhiên biến mất. Xoẹt. Thời không trước mặt Minh Tân đột nhiên nứt ra, một thanh trường thương xé không lao đến. Minh Tân híp mắt lại, chỉ sợ ngươi có mạng kiếm tiền, nhưng không có mạng để tiêu. Nói xong, cơ thể nàng ta hơi rung lên, vọt thẳng ra ngoài. Bắt đầu đại chiến. Phía xa, Diệp Huyên và Tần Quan quay đầu nhìn ông lão cầm trường mâu kia. Thấy tần quan nhìn mình, sắc mặt lão ta lập tức sầm xuống. Lúc trước 3 người bọn họ liên thủ, cộng thêm có một tinh thần thuật sư ẩn trong tinh không can thiệp vào mới miễn cưỡng khống chế được tần quan, mà bây giờ Thiên Danh và Minh Tân đều đã bị cầm chân, chỉ còn lại một mình lão. Diệp Huyên đang định ra tay thì tần quan bỗng kéo hắn lại. Diệp Huyên nhìn về phía tần quan khẽ lắc đầu, bây giờ ngươi đánh không lại, không cần phải liều mạng. Đánh không lại người mạnh hơn người quá nhiều không có gì phải mất mặt cả, cứ như ta này, ta đâu đánh lại muội muội của ngươi, nhưng ta có bao giờ thấy mất mặt đâu, hiểu chưa? Diệp Huyên trầm mặc. Tần Quan cười nói, sau này ta sẽ giúp ngươi nâng cao thực lực, những kẻ này chỉ là sống lâu hơn ngươi mà thôi. Nhưng kệ đi, ta có tiền, sau này ta dẫn ngươi đến một chỗ, giúp ngươi đạt đến cực hạn của bản thân. Diệp Huyên đưa mắt nhìn Tần Quan rồi gật đầu, được. Tần Quan đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, cười nói, vô biên chủ, nếu ngươi muốn giết ta, chỉ với mấy người này thôi thì còn lâu mới đủ. Lúc này, một giọng nói vang lên từ tinh không vô tận, Tần các chủ, cô cũng tự tin quá rồi. Dứt lời. Xoẹt. Đột nhiên, thời không trước mặt Tần Quan và Diệp Huyên nổ tung, một khắc sau, một tia sáng sắc lạnh đột nhiên bắn mạnh đến. Khi nhìn rõ được là gì thì một thanh chủy thủ đã chĩa thẳng vào cổ họng Tần Quan rồi. Cực nhanh, Tần Quan phản ứng cũng không chậm, trong nháy mắt khi tia sáng lạnh đó xuất hiện, trước mặt nàng cũng chợt xuất hiện một màn sáng, nhưng một khắc sau, màn sáng đó đã bị đâm vỡ, thanh chủy thủ đã kề cận nơi cổ họng nàng. Thế nhưng lại không làm chảy xước được mảnh da nào của nàng ta. Bởi vì bản thân nàng đã thuấn di ra ngoài nghìn trượng, nhưng một chốc sau, Tần Quan lại cau mày. Bởi vì thanh chủy thủ kia lại lần nữa lao đến chỗ nàng ta. Tần Quan xòe tay, một luồng kim quang đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể nàng. Ầm ầm. Thanh chủy thủ kia lập tức bị cản lại, cùng lúc đó, Tần Quan bị đẩy lùi hơn nghìn trượng, nhưng một khắc sau, không gian trước mặt nàng lại nứt ra, tia sáng sắc lạnh kia lại lao đến. Tần Quan nhíu chặt mày, đúng lúc này, một luồng kiếm quang chém đến. Ngay sau đó kiếm thanh huyên hóa thành kiếm thuẫn chắn ở trước mặt Tần Quan. Ầm ầm. Tia sáng lạnh kia đâm thẳng lên khiên kiếm thanh huyên, chiếc khiên rung lên dữ dội, sau đó bị chém bay, nhưng lúc này Tần Quan cũng đã kéo dài khoảng cách được với đối phương. Cùng lúc ấy, nàng đột nhiên rút ra một cây súng rồi bóp cò. Đoàng. Một tia sáng trắng bạo phát. Ầm ầm. Phía xa xa, một tàn ảnh liên tục bị đánh lùi. Nhưng chẳng mấy chốc tàn ảnh kia đã biến mất không còn thấy đâu. Sát thủ. Tần Quan nhíu mày lại, nàng ta đột nhiên xòe tay, một lá bùa chậm rãi bay lên, tích tắc sau, lá bùa kia bốc cháy, thời không trong phạm vi mấy trăm triệu dặm lập tức rung lên dữ dội. Chẳng mấy chốc, Tần Quan quay đầu nhìn lại, ở bên phải khoảng nghìn trượng có một bóng mờ đang đứng, bóng mờ này tựa như u linh, vô cùng quỷ dị. Tần Quan không để ý đến sát thủ bí ẩn kia nữa, nàng ta nhìn khiên kiếm thanh huyên trước mặt Diệp Huyên, sau đó nói, kiếm này của ngươi không tệ, có thời gian ta sẽ cải tạo thêm cho, để nó mạnh hơn nữa. Diệp Huyên vội đáp, được được.
Tần Quan liếc mắt nhìn sát thủ bí ẩn kia, người này rất nguy hiểm. Diệp Huyên gật đầu, hắn đang định nói chuyện thì đúng lúc này, hai người chợt ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong trời sao phía xa có một tấm lưới to lớn chậm rãi phủ xuống, tấm lưới này được châm lửa cháy hừng hực. Tần Quan khẽ nhíu mày, tinh thần sư kia ra tay rồi. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, ta muốn nổ chết hết bọn chúng. Sau đó có thể ta sẽ hơi suy yếu một khoảng thời gian, phải nhờ vào ngươi. Diệp Huyên gật đầu, được. Tần Quan đột nhiên nhìn về phía xa, hai vị, dừng lại đi. Nơi xa, cường giả bí ẩn và người đàn ông trung niên kia lập tức dừng lại, lùi tới bên cạnh Tần Quan. Tần Quan xòe tay, hai chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt hai người, trong mỗi chiếc nhẫn đều chứa 2 tỷ trụ nguyên mạch. Hai người nhìn nhau một chút, sau đó cất nhẫn chứa đổ đi. Những trụ nguyên mạch này vô cùng quan trọng đối với bọn họ. Tần Quan nói, hai vị, lát nữa hai người hãy nghe theo phân phó của Diệp công tử, đợi sau khi việc này kết thúc, ta sẽ có hậu tạ. Người bí ẩn kia liền nói ngay, Diệp công tử có phân phó gì chúng ta cũng đều không chối từ. Người đàn ông trung niên liếc nhìn người bí ẩn, sau gió hỏi, huynh đài xưng hô như thế nào? Người bí ẩn lắc đầu, không tiện tiết lộ. Người đàn ông trung niên gật đầu, đã hiểu. Tất nhiên là ông ta sợ bị trả thù. Tần Quan quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, lát nữa trông cậy hết vào ngươi. Nói rồi, nàng ta xòe tay, một quả cầu đỏ như máu chậm rãi bay lên. Người bí ẩn đứng cạnh Tần Quan đột nhiên hỏi, quan chủ, đây là gì? Tần Quan cười, cậu bé. Cậu bé. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi. Tần Quan đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói, đây là một tinh vực chết, mấy trăm nghìn tinh vực xung quanh nơi đây đều không có sinh linh nào, vừa khéo để thả nó. Nói xong, nàng hơi xòe tay trái, sau đó dưới chân ba người hiện lên một vòng thái cực. Tần Quan nói, đây là trận pháp phòng ngự được thiết kế để tránh bom, có thể cản được đa phần uy lực của bom, nhưng quả bom này có sức tàn phá quá lớn, không thể hoàn toàn cản lại hết được, vậy nên các ông phải cẩn thận một chút. Người bí ẩn cười nói, không sao, Tần các chủ cứ thả đi. Người đàn ông trung niên cũng cười đáp, không sao đâu. Bọn họ đã đến được cấp bậc này rồi, ngoại vật thần khí bình thường muốn đả thương họ gần như là chuyện không thể. Mà Diệp Huyên thì vội vàng thả cái chuông vàng kia ra, sau đó lại hóa kiếm thanh huyên thành khiên chắn trước mặt. Người bí ẩn nhìn Diệp Huyên, cười nói, tiểu huynh đệ, lát nữa ta sẽ bảo vệ cậu cho. Diệp Huyên do dự một lúc rồi nói, tiền bối, thứ này không đơn giản đâu. Người bí ẩn cười, biết rồi, nếu đối với cảnh giới như cậu thì đúng là không hề đơn giản. Diệp Huyên không nói gì nữa. Lúc này, Tần Quan lại bỗng nói, các ông cẩn thận một chút, ta sắp cho nổ rồi đấy. Nói xong, nàng ta lập tức nhen lửa cậu bé. Vừa đốt lên, nàng ta đã nhanh chóng trốn ra sau lưng Diệp Huyên. Sau đó đưa hai tay nắm chặt lấy vạt áo của hắn, chôn vùi đầu vào lưng Diệp Huyên. Xèo. Quả cậu bé đột nhiên phóng lên trời trong mắt tất cả mọi người. Đùng đùng. Một âm thanh nổ tung vang lên, tích tắc sau, thất khiếu của tất cả cường giả nơi đây đều chảy máu, thân thể nứt ra. Ngay sau đó, một đám mây hình nấm nương theo tiếng nổ tung thẳng lên trời, một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa đột nhiên xung chấn ra khắp bốn phía. Âm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ trong nháy mắt, vòng thái cực dưới chân cường giả bí ẩn và người đàn ông trung niên kia rung lên dữ dội, sau đó nó chợt nứt ra, thế là thân thể của cả hai lập tức nổ tung trong chốc lát. Vãi! Người bí ẩn đột nhiên kinh hãi nói, cái quái gì thế này? Vãi! Quả bom vừa nổ tung, tấm lưới tinh bí ẩn ẩn nơi chân trời lập tức bị phá vụn. Không chỉ tấm lưới đó, mà lấy Tần Quan và Diệp Huyên làm trung tâm, mấy trăm tinh vực xung quanh cũng lập tức hóa thành than cho trong nháy mắt, những cường giả siêu cấp có mặt ở đây đều thấy hoảng hốt, đua nhau thối lui lại. Nhưng đã không còn kịp, đám người Minh Tân chớp mắt đã bị nổ bay ra ngoài mấy triệu trượng. Đến khi bọn họ dừng lại được thì thân thể đã biến mất. Bọn họ chỉ còn lại dạng linh hồn, trong lòng hoảng hốt không thôi, họ dồn dập lui lại để tránh dư chấn kinh khủng từ quả bom kia. Còn người đàn ông trung niên cùng cường giả bí ẩn đứng cạnh Diệp Huyên và Tần Quan sau khi bị nổ tung cơ thể thì mới sực tỉnh ngộ, cả hai không còn dám xem thường nữa,
luân phiên nhau dùng mấy kỹ năng bảo mệnh của mình. Tuy đã làm đến mức đó, nhưng hai người vẫn bị nổ bay lùi gần trăm vạn trượng. Mà Diệp Huyên và Tần Quan cũng bị chấn lui hơn nghìn trượng. Lúc dừng lại được, khóe miệng Diệp Huyên đã có máu tươi chảy xuống, thân thể cũng nứt toác, xuất hiện vô số rãnh máu. Nhưng kiếm Thanh Huyên vẫn không hề hấn gì. Như Thanh Nhi từng nói, thế giới hiệu tại này, ngoại trừ tam kiếm ra, không ai có thể làm gãy kiếm Thanh Huyên. Diệp Huyên chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn, tất cả chỉ còn lại một màu đen kịt. Đã bị nổ tan tác hết rồi. Đầu óc Diệp Huyên kêu ong ong. Rốt cuộc đây là thứ gì vậy? Trong nháy mắt vừa nãy đó, trực giác nói cho hắn biết, nếu như không có kiếm Thanh Huyên làm khiên đỡ, cũng không có vòng thái cực của Tần Quan thì có thể hắn đã bị nổ chết. Quá kinh khủng. Lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, ngươi không sao chứ? Diệp Huyên xoay người nhìn về phía Tần Quan, sắc mặt Tần Quan bây giờ đã tái nhợt, cả người trông rất suy yếu. Diệp Huyên vội vã đỡ lấy Tần Quan, cô vẫn ổn chứ? Tần Quan hít sâu một hơi, sau đó nói, yếu lắm rồi. Ta ít khi dùng bom này lắm, uy lực vẫn có chút chưa đủ, cần phải tăng cường hơn nữa, nhất là ở phương diện nhắm vào linh hồn. Mặt Diệp Huyên đen kịt lại, còn muốn tăng mạnh phương diện nhằm vào linh hồn. Hắn cạn hết lời luôn rồi. Tần Quan đột nhiên nói, rút lui, rút lui. Diệp Huyên không chút do dự, hắn quay đầu nhìn cường giả bí ẩn và người đàn ông trung niên kia, rút lui. Nói xong, hắn ôm lấy Tần Quan rồi cùng biến mất ở phần cuối tinh không. Cường giả bí ẩn và người đàn ông trung niên kia nhìn nhau một chút, sau đó cũng cấp tốc đi theo. Tần Quan không ở đây nữa, hai người bọn họ vẫn có chút kiêng dè đám người Minh Tân này. Bên phía Minh Tân vẫn còn đang đứng đơ người tại chỗ. Cú nổ vừa nãy đã khiến nàng ta tê dại. Nàng ta thật sự đã cảm nhận được cái chết gần kề. Không đúng, phải nói là nàng ta chưa bao giờ đến gần với cái chết như thế. Thiên Danh ở bên cạnh nàng ta cũng có khuôn mặt nghiêm nghị, đời này gã đã chiến đấu qua vô số trận, kẻ địch như thế nào cũng từng gặp, nhưng kiểu như hôm nay thì thật sự là lần đầu gặp phải. Hôm nay gã đã hiểu được cái gì gọi là sức mạnh đồng tiền. Quá đáng thật. Minh Tân đột nhiên nhẹ giọng nói, người phụ nữ này. Có nhiều tiền, nhiều trang bị như vậy, chúng ta giết làm sao được. Thiên Danh trầm mặc. Lúc này, ông lão cầm trường mâu đứng ở bên cạnh đột nhiên nói, có lẽ nàng ta đã bị phản phệ rồi. Bây giờ là lúc thích hợp nhất để kết liễu nàng ta. Minh Tân quay đầu nhìn về phía ông lão, quả bom đỏ như màu ban nãy ông cũng thấy rồi đó, ông dám chắc rằng nàng ta không có quả thứ hai không? Ông lão trầm mặc một lát rồi nói, không dám. Minh Tân khẽ thở dài. Đối mặt với Tần Quan này, nàng ta thật sự thấy hơi bất lực. Sao lại có nhiều tiền đến mức đó chứ? Thiên Danh nhẹ giọng nói, người này có quá nhiều tiền, vậy nên nàng ta mới đáng chết. Minh Tân trầm mặc. Đáng chết. Như Diệp Huyên đoán, sở dĩ bọn họ giết Tần Quan là vì muốn chiếm đoạt của cải, giật lấy tài sản khổng lồ của Tần Quan. Đúng lúc này, ông lão cầm trường mâu nói, hai người này thành lập Tiên Bảo Các và Thư viện Quan Huyên ở Vô Biên Thành, có nên? Minh Tân lắc đầu, không được. Ông lão cầm mâu cau mày lại, tại sao? Minh Tân liếc mắt nhìn lão, mâu thần. Nếu Vô Biên Thành không còn Thư viện Quan Huyên và Tiên Bảo Các và Thư viện Quan Huyên nữa thì người phụ nữ kia sẽ còn kiêng kỵ điều gì nữa không? Không, khi ấy nàng ta sẽ không chút do dự ném thứ đồ chơi chết tiệt kia vào thành. Một quả là đủ tiễn cả thành đi đời, ông tin không? Mâu thần trầm mặc. Minh Tân đang định nói chuyện thì đúng lúc này, một cái bóng mờ chợt xuất hiện trước mặt ba người, nhìn thấy bóng mờ này, sắc mặt cả ba đều khẽ biến. Bóng mờ đột nhiên nói, đi theo ta. Nói xong, hắn ta xoay người biến mất. Ba người Minh Tân không hề do dự mà đi theo ngay. Ở một bên khác, An Lan Tịnh nhìn phía xa, lúc này đây, trước ngực thần tế sư đã bị cắm một thanh trường thương. Thần tế sư nhìn chằm chằm vào An Lan Tịnh. An Lan Tịnh đang định ra tay tiếp thì bóng, một cái bóng mờ chợt lóe lên, An Lan Tịnh khẽ nhíu mày, sau đó vọt về phía trước, đạp một cước xuống. Ầm. Một tiếng vang đinh tai nổ ra, thời không trước mặt An Lan Tịnh lập tức bị phá vụn. Mà lúc này, thần tế sư đã không còn thấy đâu,
chỉ còn lại trường thương. An Lan Tịnh trầm mặc một lúc, sau đó xòe tay ra, thanh trường thương trở về trong tay nàng, sau đó nàng cũng biến mất ở phía cuối tinh không. Vô Biên Thành. Ngày nọ, có một người phụ nữ đi tới Vô Biên Thành, người này không phải ai xa lạ, chính là Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó khẽ mỉm cười, Vô Biên Thành. Nói xong, bà ấy bước vào trong. Vừa vào thành chưa được bao lâu thì đã có một ông lão xuất hiện trước mặt Đinh Thược Dược, ông lão cung kính thi lễ với bà ấy, chủ mẫu. Đinh Thược Dược nói, tư liệu ta muốn đã chuẩn bị xong hết chưa? Ông lão gật đầu, đã xong hết rồi. Nói xong, ông ta xòe tay ra, một quyển sách xuất hiện trước mặt Đinh Thược Dược. Ông lão nói, chín người này không phải là cường giả của cái thời đại này, bọn họ đều đến từ thời đại vô danh hoặc là thời đại thần minh, đều không đi theo Vô Biên chủ. Đinh Thược Dược gật đầu, bà ấy nhìn chín quyển trục trước mắt, một lát sau, bà ấy cầm lấy một quyển trong đó ra, trước tiên đi thăm hỏi người này đi. Ông lão do dự một lúc rồi hỏi, chủ mẫu, bọn họ sẽ gia nhập với chúng ta sao? Đinh Thược Dược cười nói, không gia nhập cũng không sao cả, chỉ cần bọn họ không theo Vô Biên chủ là được. Nói xong, bà ấy nhìn về phía xa, sau khi Thính Vân xuất quan khỏi tiểu tháp thì bảo nàng lập tức đến đây. Ông lão khẽ gật đầu, tuân lệnh. Một nơi nào đó trong tinh không. Diệp Huyên dẫn Tần Quan lao nhanh một đường, không biết qua bao lâu, cả hai mới dừng lại. Cường giả bí ẩn và người đàn ông trung niên kia cũng đuổi theo kịp. Tần Quan xòe tay, hai chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay đến trước mặt hai người. Hai người vội vàng nhận lấy, một trong hai hưng phấn nói, Tần các chủ. Cô đúng là người hào phóng nhất ta từng gặp đấy. Người đàn ông trung niên cũng gật đầu, đúng vậy. Tần Quan cười nói, nếu bây giờ các ngươi ra tay là có thể giết ta được ngay, sau đó sẽ có được càng nhiều hơn. Cường giả bí ẩn lập tức lắc đầu, đừng đùa như vậy chứ. Tần các chủ, hai người chúng ta tuy tham tiền thật, nhưng không ngu, đầu tiên khoan nói đến việc không giết được cô, dù có giết được thật thì chúng ta cũng không dám giết. Đây là lời nói thật lòng, bọn họ kỳ thật cũng không hiểu quá rõ về Tần Quan và Diệp Huyên, nhưng bọn họ biết Vô Biên chủ. Hai người này có thể đối đầu với Vô Biên chủ thì chắc không phải là người dễ chọc vào. Mà sở dĩ bọn họ dám ra hỗ trợ là bởi vì muốn kiếm chút tiền, sau đó lủi đi nhanh thôi. Bây giờ họ muốn chạy lắm rồi. Bởi vì bọn họ cũng không có gan đối đầu với Vô Biên chủ, họ chỉ đơn giản đến kiếm tiền rồi bỏ chạy mà thôi, biết thân biết phận mới là Trang Tuấn Kiệt. Thấy hai người đã có ý muốn đi, Tần Quan liếc mắt nhìn Diệp Huyên hiểu ý, nhanh chóng lên tiếng, hai vị tiền bối. Nếu bây giờ hai người rời đi thì Vô Biên chủ kia e là sẽ không bỏ qua cho hai người đâu. Cường giả bí ẩn nói, không sao, chúng ta sẽ ẩn nấp. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, các người đã có tiền lệ rồi, khó đảm bảo rằng sẽ không lần nữa ra tay vì tiền, nếu hai người là Vô Biên chủ thì hai người có bỏ qua cho mình không? Hai người trầm mặc. Diệp Huyên lại nói, thật không dám giấu gì. Người sau lưng ta đã có ước định với Vô Biên chủ là cả hai sẽ cùng không ra tay. Nói đơn giản chỉ cần hai ông là người của ta thì Vô Biên chủ sẽ không thể ra tay đối phó với hai ông được. Nhưng nếu bây giờ hai ông bỏ đi thì chúng ta chỉ đơn thuần là quan hệ giao dịch, các ông không thể tự xưng là người của chúng ta được. Đến lúc đó Vô Biên chủ sẽ có thể ra tay với hai người, vậy nên hai người, tất nhiên chúng ta sẽ hoàn toàn tôn trọng ý kiến của cả hai. Nếu hai người muốn rời đi thì có thể đi ngay bây giờ. Hai người. Diệp Huyên không nói thêm gì nữa. Cường giả bí ẩn và người đàn ông trung niên cũng không đi nữa, cả hai đều im lặng. Lúc này hai người cũng không biết phải làm sao, cứ có cảm giác đã lên thuyền giặc. Bỗng, người đàn ông trung niên đột nhiên nói, Diệp công tử, các ngươi đã thỏa thuận với Vô Biên chủ rồi à? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Nếu không sao ông ta không tự mình ra tay đánh chết ta, đúng không? Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, cũng đúng. Nếu ông ta tự ra tay, hai vị hẳn. Diệp Huyên cười nói, hai vị tiền bối, hai người đã có quyết định chưa? Người đàn ông trung niên khẽ thở dài, ông ta và người bí ẩn nhìn nhau một chốc, đều không biết nói gì. Vậy là lên thuyền giặc thật rồi. Cả hai cũng không do dự gì nhiều. Bởi vì bây giờ bạn họ căn bản không còn lựa chọn nào khác.
Người đàn ông trung niên nói, Diệp công tử, ta tên Ngô Hạo, đến từ thời đại vô danh. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau đó nhìn cường giả bí ẩn, ông ta do dự một chốc rồi nói, ta tên Lý Kình, cũng đến từ thời đại vô danh. Nghe vậy, người đàn ông trung niên quay đầu sang hỏi, thời đại vô danh luôn à? Người bí ẩn gật đầu. Ngô Hạo quan sát người bí ẩn một lượt rồi nói, vậy hẳn ta phải biết ông chứ? Nhưng cái tên này, ta chưa từng nghe bao giờ. Người bí ẩn cười nói, chưa từng nghe cũng bình thường thôi, ta cũng sống nay đây mai đó lắm. Ngô Hạo. Diệp Huyên đột nhiên nói, thiên danh kia cũng đến từ thời đại vô danh. Người bí ẩn gật đầu, gã cùng thời đại với chúng ta, thực lực xếp thứ hai, đứng đầu là vô danh, tất nhiên nếu vô biên chủ không ra mặt thì vô danh kia chính là người mạnh nhất. Vô danh. Diệp Huyên trầm mặc một lát rồi xoay người nhìn Tần Quan, ta phải nâng cao thực lực. Tần Quan gật đầu, ta giúp ngươi. Nói xong, nàng ta nhìn xung quanh, sau đó nói, chúng ta phải đến Kinh Đô. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, Kinh Đô. Tần Quan gật đầu, là một căn cứ phòng ngự đặc biệt được ta thành lập, chỉ có đến đó thì mới có thể ngăn cản được mấy tên kia. Và cũng chỉ có nơi đó mới có thể chế tạo cho ngươi một loạt trang bị cực kỳ mạnh mẽ. Nói rồi, nàng ta vỗ nhẹ lên vai Diệp Huyên, sau đó nghiêm túc nói, ta muốn cho ngươi theo nghiệp kiếm đạo nạp tiền. Diệp Huyên. Kinh Đô. Đoàn Diệp Huyên lên đường đến Kinh Đô. Ban đầu Diệp Huyên định dùng kiếm Thanh Huyên đưa cả nhóm đến Kinh Đô bởi Tần Quan biết tọa độ của nơi này, nhưng nàng ta lại nói không được, thời không của Kinh Đô đều đã được nàng ta cải tạo, nếu dùng kiếm Thanh Huyên dịch chuyển đến sẽ rơi vào vòng xoáy thời không. Không có cách nào, mọi người chỉ có thể đi đường bình thường tới. Trên đường đi, Lý Kình đột nhiên lên tiếng, Tần các chủ, theo như ta biết thì các cô có thành lập thương hội tiên bảo các ở Vô Biên Thành. Chúng ta bỏ chạy thế này thì liệu chúng có nhằm vào thương hội của cô không? Tần Quan mỉm cười nhìn Diệp Huyên cười đáp, không đâu. Lý Kình nhìn Diệp Huyên, khó hiểu hỏi, vì sao? Diệp Huyên trả lời, nếu chúng dám tiêu diệt thư viện và thương hội của chúng ta thì chúng ta sẽ cho nổ tung Vô Biên Thành. Vẻ mặt Lý Kình cứng đờ. Tần Quan lại bảo, chúng ta đến truyền tống trận rồi. Ba người phía Diệp Huyên nhìn về nơi không xa trước mặt, ở đó có một truyền tống trận khổng lồ. Tần Quan đưa ba người tới đó, sau khi vào truyền tống trận, một giọng nói đột nhiên vang lên trong trận, mời giao quyền. Tần Quan nói, ủy quyền. Tít, một âm thanh giòn tan vang lên, sau đó một giọng nói cũng vang lên, ủy quyền thành công, khởi động trận pháp. Giọng nói vừa dứt, trận pháp khổng lồ bắt đầu rung lên. Lý Kình nhìn xung quanh, Tần các chủ, cái này còn cần ủy quyền nữa à? Tần Quan gật đầu, truyền tống trận đến Kinh Đô chỉ có ta ủy quyền mới có thể vào được. Lý Kình khẽ gật đầu, thật lợi hại. Ngay sau đó, mọi người hóa thành một tia sáng và biến mất trên truyền tống trận. Không lâu sau khi nhóm Diệp Huyên biến mất, một hư ảnh xuất hiện, mà xuất hiện sau hư ảnh đó là đám người Minh Tân. Hư ảnh dẫn đầu đám người đi vào truyền tống trận. Truyền tống trận khẽ rung, một giọng nói vang lên, mời ủy quyền. Mọi người đều sững sờ. Ủy quyền. Cái quái gì vậy? Lúc này, giọng nói ấy lại vang lên, mời ủy quyền. Hư ảnh khàn giọng bảo, ủy quyền. Sau một lúc im lặng, giọng nói kia lại vang lên, ngu ngốc. Tất cả mọi người. Kinh Đô. Không lâu sau, Diệp Huyên chậm rãi mở mắt ra. Vừa mở mắt hắn đã thấy một tòa lâu đài, hắn chưa thấy tòa lâu đài nào lớn như thế này. Lâu đài rộng không thấy điểm kết thúc, cao không thấy đỉnh, con người đứng trước lâu đài còn chẳng bằng con kiến. Toàn bộ lâu đài được làm từ loại vật liệu đặc biệt không tên, quan sát kỹ thì thấy nó được bao phủ chi chít những phù văn nhỏ. Mà trên tường thành còn có những vũ khí bí mật không biết tên, vô cùng thần bí, ngoài ra bầu trời phía trên tường thành thi thoảng còn có những con tàu chiến bí ẩn bay qua. Lý Kình khẽ hỏi, Tần các chủ, đây là Kinh Đô ư? Tần Quan gật đầu, đúng, hoan nghênh mọi người tới Kinh Đô của ta. Nói xong nàng ta quay đầu nhìn phía xa, tường thành của lâu đài đột nhiên nứt ra, tiếp đến, một tấm màn sáng từ từ trải dài đến tận chân Tần Quan. Tần Quan cười bảo, đi. Nàng ta dẫn ba người phía Diệp Huyên đi về phía xa.
Diệp Huyên nhìn ánh sáng dưới chân rồi hỏi, đây là cái gì? Tần Quan nháy mắt, về nhà phải có cảm giác nghi thức chút. Đám đông. Sau khi vào lâu đài, hai bên đã đứng sẵn gần 1 triệu người. 1 triệu người. Nhìn thấy phía trước có nhiều người như vậy, 3 người phía Diệp Huyên đều chấn động. Lúc này, gần 1 triệu người đồng loạt quỳ 1 chân xuống, đồng thanh hô các chủ. Các chủ. Âm thanh như tiếng sấm, chấn động cả bầu trời. Tần Quan khẽ gật đầu, mọi người không cần đa lễ, đi làm việc của mình đi. Nghe vậy, mọi người lại cúi đầu thật sâu rồi từ từ lui ra ngoài. Diệp Huyên nhìn xung quanh, hắn phát hiện trong tòa lâu đài này có rất nhiều kiến trúc kỳ lạ, những kiến trúc này hắn đều chưa từng thấy bao giờ. Lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt Tần Quan, nàng ta mặc váy trắng tinh khôi, dáng người mảnh khảnh, dung nhan tuyệt thế, mái tóc buộc thành đuôi ngựa bằng dây duy băng, hai lọn tóc xinh xinh rũ ở hai bên mai. Cô gái hơi cúi đầu trước Tần Quan, chủ nhân. Tần Quan cười nói, tiểu ái, lâu rồi không gặp. Cô gái cúi đầu không nói gì. Tần Quan đột nhiên chỉ vào Diệp Huyên, giới thiệu với ngươi, đây là bạn của ta Diệp Huyên. Tiểu ái nhìn Diệp Huyên gật đầu nhẹ coi như một lời chào. Diệp Huyên nhìn tiểu ái, hắn phát hiện tiểu ái này có phần giống với đệ cửu. Tần Quan lại nhìn sang Lý Kình và Ngô Hạo, hai vị nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ta sẽ tặng cho hai vị một món quà lớn. Nghe vậy, Lý Kình lập tức kích động vô cùng, nắm tay nói, Tần các chủ, cô thật sự quá hào phóng. Từ nay về sau lão phu sẽ bán mạng cho cô. Ngô Hạo do dự một chút rồi cũng cất lời, Tần các chủ thật trượng nghĩa. Tần Quan cười bảo, trước giờ ta đều không bạc đãi người của mình. Nói rồi nàng ta quay đầu sang một bên, người đâu, đưa hai vị khách quý này đi nghỉ ngơi. Dứt lời, một ông lão lặng lẽ xuất hiện trước mặt Lý Kình và Ngô Hạo, cung kính nói, mời hai vị. Phía Ngô Hạo gật nhẹ đầu, sau đó đi theo ông lão lui ra ngoài. Sau khi 3 người đi, Tần Quan nói với tiểu ái, chuẩn bị đi. Tiểu ái nhìn Diệp Huyên, khẽ gật đầu rồi im lặng lui đi. Tần Quan cười với Diệp Huyên, đi theo ta. Nói xong nàng ta dẫn Diệp Huyên đi về phía xa. Trên đường đi, Diệp Huyên hỏi, phòng ngự của tòa thành này thế nào? Tần Quan nhìn Diệp Huyên, tam kiếm không ra tay thì không ai có thể công phá được nơi này. Diệp Huyên im lặng. Tần Quan chớp mắt, không tin. Diệp Huyên cười bảo, ta tin. Tần Quan cười nhẹ, đây là một trong những công xưởng quân đội, ở đây có phòng ngự hàng đầu, vô biên chủ tới đây, ta cũng không sợ. Diệp Huyên nhìn xung quanh rồi hỏi, người ở đây đa số đều là người tu luyện bình thường à? Tần Quan gật đầu, họ đều là những người có thiên phú không mấy tài giỏi, nhưng lại là những người chịu được khổ, ham học hỏi, cho nên ta dạy cho họ kiến thức để họ có việc làm, cho họ tìm được giá trị của mình. Nàng ta nói rồi, khóe miệng hơi cong lên, ta không bóc lột họ, làm việc ở đây cho ta đãi ngộ tốt hơn bên ngoài rất nhiều. Diệp Huyên cười, ta tin là vậy. Trong lúc 2 người đang nói chuyện, Tần Quan đã đưa Diệp Huyên vào trong một tòa cung điện pha lê, Tần Quan chỉ vào chiếc ghế pha lê bên cạnh, ngồi đi. Diệp Huyên gật đầu, ngồi lên ghế pha lê, chẳng bao lâu sau từng luồng ánh sáng trắng quét qua người hắn. Diệp Huyên hơi tò mò, đây là gì? Tần Quan cười đáp quét, tương tự như xâm nhập vào thần thức của người tu luyện vậy. Diệp Huyên. Lúc này một ông lão mặc áo bào trắng đi tới, ông ta cúi đầu thật sâu trước Tần Quan, các chủ. Tần Quan cười, lão Trương, nhớ dùng vật liệu tốt nhất nhé. Lão Trương cúi đầu thật sâu, tuân mệnh. Tần Quan xòe lòng bàn tay, kiếm thanh huyên của Diệp Huyên bay vào tay nàng ta quan sát kiếm thanh huyên rồi bảo. Thanh kiếm này được thiên mệnh cải tạo rồi, chất liệu có 102, vô cùng thích hợp để nâng cấp. Nói rồi nàng ta nhìn Diệp Huyên, đưa người đi xem võ các của ta, trong đó có các loại võ kỹ mà ta siêu tầm được, trong đó có hàng trăm triệu kiếm kỹ, ta muốn nâng cao kiếm đạo của ngươi. Ta muốn kết hợp khoa học và thần học của ngươi với nhau, một loại kiếm đạo hoàn toàn mới chứa văn minh khoa học và văn minh thần đạo. Diệp Huyên. Chẳng mấy chốc. Tần Quan đưa Diệp Huyên đến trước một tòa tháp cao 12 tầng, diện tích rất lớn. Ở lối vào của tòa tháp ở tầng 1 có 2 chữ lớn, võ các. Tần Quan đưa Diệp Huyên vào võ các, vừa vào võ các,
Diệp Huyên đã thấy hơn 10 ông lão tóc bạc đang tập trung cùng nghiên cứu cái gì đó. Nhìn thấy Tần Quan đi tới, mười mấy người vội vàng dừng lại, sau đó xoay người cúi chào thật sâu trước nàng ta. Tần Quan mỉm cười nhìn ông lão tóc bạc đi đầu, Trần Võ trưởng lão, vị này là Diệp công tử. Thấy Tần Quan giới thiệu, Trần Võ trưởng lão nhìn Diệp Huyên rồi hơi cúi đầu chào hắn. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hỏi Tần Quan, đây chính là Võ Các à? Tần Quan gật đầu. Lúc này, Trần Võ đột nhiên cất lời, Diệp công tử có thể thi triển chiêu thức sát na vô địch mà Tần Các chủ nói không? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên có thể. Diệp Huyên xòe lòng bàn tay, một thanh kiếm ý xuất hiện trong tay hắn, giây tiếp theo, hắn đâm thẳng về phía trước. Vút! Thời không chia cắt, hắn lập tức ra khỏi vũ trụ hiện hữu này. Nhìn thấy cảnh này, mấy người phía Trần Võ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ ngạc nhiên và kỳ quái. Lúc này, Diệp Huyên đã quay trở lại. Trần Võ trầm giọng nói, thứ nguyên giới. Diệp Huyên tò mò hỏi lại, thứ nguyên giới. Trần Võ gật đầu, một dạng không gian đặc biệt, không gian này bây giờ vẫn là thời không bí ẩn chưa rõ, không quen thuộc với mọi người. Mà theo như ta biết, ông lão nghiên cứu thời không kia đang nghiên cứu lĩnh vực thời không chưa biết này đấy. Diệp Huyên quay đầu nhìn Tần Quan, nàng ta cười bảo, người ông ấy nói tới là lão cổ, phụ trách hạng mục khác. Diệp Huyên khẽ gật đầu. Trần Võ lại nói, các chủ, Diệp công tử. Chúng ta đã biết đặc thù và cốt lõi của kiếm kỹ này, uy lực của nó vô cùng mạnh, cũng vô cùng đặc biệt, nhưng Diệp công tử vẫn chưa tu luyện chính xác, chưa khai quật được hết uy lực của nó, để chúng ta nghiên cứu thêm rồi viết ra một bộ phương pháp tu luyện đơn giản, sau đó đưa cho Diệp công tử. Tần Quan gật đầu, được. Nói xong nàng ta nhìn Diệp Huyên, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh, hắn do dự rồi nói. Nơi đây cất giữ vô số phương pháp tu luyện và kiếm kỹ à? Tần Quan gật đầu. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta có thể ở lại đây xem một lúc không? Tần Quan lắc đầu, không cần thiết. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Tần Quan bảo, người đọc nhiều không có nghĩa là người có thể hiểu được hết rồi kết hợp. Hơn nữa ta đã bảo họ kết hợp hết sở trường của mọi chiêu thức đặc chế ra hai loại kiếm kỹ cho ngươi rồi, ngươi cứ ngồi chờ thôi là được. Diệp Huyên. Tần Quan vỗ nhẹ vai Diệp Huyên, sự cố gắng của một người không thể bằng vô số người giúp người cố gắng được. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng ngắc. Sau khi rời khỏi võ các, Tần Quan đưa Diệp Huyên đến một ngọn núi cao trong thành, trên đỉnh núi cao có một ngôi nhà trúc, trước nhà có một vườn rau, trong đó trồng đủ các loại rau, mà trong vườn còn có một cái xích đu. Tần Quan ngồi lên xích đu, nhẹ nhàng đung đưa, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhẹ giọng nói, bầu trời sao vô tận này đẹp thật. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn, cười bảo, đúng là rất đẹp. Tần Quan rời mắt, nhìn Diệp Huyên khẽ cười hỏi, tiểu huyên tử, ngươi có biết chuyện giữa phụ thân ngươi và phụ thân ta không? Diệp Huyên lắc đầu. Tần Quan nói, phụ thân ta là người xuyên không? Diệp Huyên khẽ nhíu mày, người xuyên không? Tần Quan gật đầu, ông ấy vốn là người trái đất, nhưng linh hồn xuyên không đến thế giới khác, sau đó gặp được phụ thân ngươi. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, linh hồn xuyên không là như thế nào? Tần Quan suy nghĩ một lát rồi đáp, tức là linh hồn nhập vào cơ thể của một người khác. Nói rồi nàng ta đưa tay phải quơ nhẹ khoảng không gian phía trước, khẽ nói, thật ra không gian và thời không của vũ trụ vô tận này đều nối liền với nhau, chỉ có điều rất ít người có thể suy nghĩ thấu triệt điều này. Nói đến đây nàng ta nhìn Diệp Huyên, muội muội của ngươi đã suy nghĩ thấu triệt rồi. Vạn giới trong vũ trụ đều chỉ trong một suy nghĩ của nàng ấy. Diệp Huyên hỏi, ý cô là Kiếm Thanh Huyên à? Tần Quan gật đầu, đúng thế. Lúc trước ta đã dùng nguyên lý của nàng ấy để tạo ra rất nhiều truyền tống trận, nhưng không thể đạt được hiệu quả thoáng chốc tới nơi như nàng ấy. Diệp Huyên cười bảo, lần sau ta đưa cô đi gặp muội ấy để cô nói chuyện cùng muội ấy. Tần Quan cười, vậy thì tốt quá. Diệp Huyên nói tiếp. Vừa nãy cô nói là linh hồn xuyên không? Vậy xuyên không từ hệ ngân hà tới thế giới khác à? Tần Quan đáp, đúng thế. Ngoài linh hồn xuyên không còn có một số người xuyên không, người trọng sinh. Nàng ta vừa nói vừa lắc đầu cười, thật ra hệ ngân hà của chúng ta có rất nhiều nhân tài. Diệp Huyên ngồi trên phiến đá bên cạnh rồi nằm xuống, nhìn vào nơi sâu trong tinh không, nhẹ giọng nói, Tần Quan cô nương.
ta tò mò một chuyện, cô có thể nói thật cho ta biết không? Tần Quan gật đầu. Diệp Huyên nói, chúng ta vừa gặp nhau cô đã có thiện ý với ta, đến giờ còn không do dự đứng về phía ta. Hắn cười hỏi Tần Quan, vì sao vậy? Tần Quan đáp, ban đầu là vì quan hệ giữa phụ thân ngươi và phụ thân ta, Dương Bá Phụ đã giúp đỡ ta rất nhiều. Diệp Huyên khá ngạc nhiên, phụ thân ta giúp cô. Tần Quan gật đầu, đúng vậy, nếu không có Dương Bá Phụ âm thầm giúp đỡ thì sao ta có thể phát triển thuận lợi thế này? Diệp Huyên lắc đầu thở dài. Phụ thân của hắn cứ làm như hắn chỉ là đứa con được nhặt về vậy. Tần Quan cười, ban đầu Dương Bá Phụ đã giúp đỡ ta rất nhiều, vậy nên khi nhìn thấy người ta mới tỏ ra thiện chí. Nhưng ấn tượng của ngươi trong ta lúc đầu không được tốt lắm. Diệp Huyên hơi tò mò, vì sao? Tần Quan khẽ mỉm cười, lúc đầu ngươi quá khoa trương, ngươi không có thực lực mà lại khoa trương chỉ để lòe thiên hạ. Diệp Huyên im lặng. Tần Quan nói tiếp, sau này khi chúng ta gặp lại, ngươi khiến ta khá bất ngờ. Bởi ngươi đã thay đổi rất nhiều. Sau đó nữa khi biết ngươi muốn thành lập thư viện ta đã rất vui, vì điều ngươi làm cũng là điều ta muốn làm, nhưng ta biết nếu ta làm thì không thể thành công được. Diệp Huyên khó hiểu hỏi, vì sao? Tần Quan nhìn Diệp Huyên, bởi vì một người. Diệp Huyên hỏi, ai? Tần Quan cười đáp, muội muội của ngươi. Thanh Nhi. Diệp Huyên sững sờ. Tần Quan khẽ vuốt lọn tóc xòa bên tai, cười tủm tỉm nói, người nguy hiểm nhất vũ trụ vô tận là ai? Là muội muội ngươi, vì không ai biết được khi nào nàng ấy sẽ diệt sạch cả vũ trụ chỉ bằng một kiếm. Diệp Huyên xấu hổ. Tần Quan lại nói, nhưng ngươi xây dựng thì khác, là thế lực mà ngươi xây dựng thì nàng ấy sẽ không tiêu diệt. Ngươi muốn thay đổi vũ trụ, nàng ấy sẽ không hủy diệt vũ trụ. Nhưng nếu là người khác thì nàng ấy sẽ chẳng quan tâm. Diệp Huyên lắc đầu cười, không thể phản bác. Tần Quan nhìn Diệp Huyên, nghiêm túc nói, ta thật lòng cảm thấy ngươi có ưu thế lớn như vậy thì có thể làm những chuyện có ý nghĩa, chẳng hạn như mở thư viện vậy. Ta thấy đây là một việc rất rất có ý nghĩa. Vậy nên ta sẵn sàng giúp đỡ người. Bây giờ vũ trụ này rất loạn, chúng ta có thể tập hợp điều chỉnh lại, tạo ra một trật tự hoàn toàn mới. Diệp Huyên gật đầu, được. Tần Quan mỉm cười, nhìn sang bên cạnh, Tiểu Ái đến rồi. Diệp Huyên đứng dậy, Tiểu Ái gì đến trước mặt Tần Quan cúi đầu thật sâu, chuẩn bị xong rồi ạ. Tần Quan quay đầu nhìn Diệp Huyên, chúng ta đi cải thiện cơ thể cho ngươi nào. Diệp Huyên hơi kinh ngạc, cải thiện cơ thể. Tần Quan gật đầu, cơ thể của ngươi hiện giờ thật sự quá mỏng manh, không chịu được đòn. Đi. Nói xong nàng ta và Tiểu Ái đưa Diệp Huyên đi về nơi xa. Không lâu sau, Tần Quan và Tiểu Ái đã đưa Diệp Huyên tới trước một huyết trì, Diệp Huyên nhìn mà sợ hãi. Bên cạnh huyết trì còn có một ông lão tóc trắng, thấy Tần Quan, ông lão cung kính hành lễ, các chủ, đã chuẩn bị xong rồi. Tần Quan cười với Diệp Huyên, giới thiệu với người đây là lão Lê của Võ Các, ông ấy chuyên nghiên cứu các phương pháp luyện thể, đã viết ra hơn chục bộ công pháp luyện thể, ông ấy rất am hiểu về luyện thể. Bây giờ hãy để ông ấy giúp người cải thiện cơ thể. Diệp Huyên nhìn lão Lê, ông ta khẽ cười, Diệp công tử, các chủ nói cậu không sợ khổ đúng không? Diệp Huyên do dự giây lát rồi nói, đúng. Lão Lê vuốt râu cười, cơ thể là khó tu luyện nhất. Bởi phải chịu đựng sự đau đớn mà người thường khó có thể chịu được. Nhưng nếu nhịn được thì có thể mang lại lợi ích rất lớn. Nói rồi ông ta chỉ vào máu trong ao, máu này đều đã được ta đặc biệt điều chế, Diệp công tử nhảy vào đi. Diệp Huyên suy nghĩ một lúc rồi nhảy vào. Vừa vào trong huyết trì, đồ trên người Diệp Huyên đã hóa thành tro tàn, sau đó cơ thể hắn bắt đầu kịch liệt run rẩy. SSS. Diệp Huyên hít vào một hơi khí lạnh. Lúc này hắn cảm giác toàn thân như bị kim đâm, nỗi đau này thật sự khó mà chịu nổi. Nhưng đối với hắn thì vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Bởi vì hắn đã từng luyện thể nên cũng đã quen với loại đau đớn này. Thấy Diệp Huyên có thể chịu được, lão Lê mỉm cười, quả là hạt giống tốt, dùng để làm thí nghiệm cho thí nghiệm cuối cùng kia thì tốt quá. Tần Quan kéo áo lão Lê, kiềm chế chút nhé. Lão Lê cười khà khà. Tự tin nói, các chủ yên tâm, không chết được đâu. Tần Quan. Diệp Huyên trong huyết chỉ dần dần hấp thu số máu ấy,
mà cơ thể hắn cũng bắt đầu từ từ thay đổi. Khi máu gần được hấp thu hết, Diệp Huyên chậm chậm đứng dậy, lúc này Tần Quan ở trên bờ đột nhiên cất tiếng, mặc quần áo vào. Nghe vậy, Diệp Huyên ngẩn ra sau đó mau chóng lấy ra một bộ quần áo mặc vào. Lúc này lão Lê chợt cười hỏi, cảm thấy thế nào? Diệp Huyên đáp, vẫn ổn. Lão Lê cười nhẹ, đây mới chỉ là bắt đầu. Nói rồi ông ta vỗ tay, bổ sung máu. Dứt lời, huyết trì lại đầy máu, quần áo của Diệp Huyên trong huyết trì lại lập tức hóa thành cho bụi, lúc này cơ thể hắn đã từ từ thiêu đốt nhưng không phá hủy được cơ thể hắn. Sắc mặt Diệp Huyên kịch liệt thay đổi, lúc này hắn cảm giác cơ thể như sắp tan ra. Lão Lê hưng phấn nói, Diệp công tử, cậu cảm thấy thế nào? Diệp Huyên run giọng đáp, không ổn lắm. Lão Lê kích động bảo, đừng căng thẳng, chỉ mới bắt đầu thôi. Diệp Huyên. Lão Lê lại nói, Diệp công tử, chịu được đau đớn mới trên được người khác, cậu phải cố chịu đi. Nói xong ông ta vỗ tay, thêm lửa. Bùm, lập tức trong huyết chỉ xuất hiện một ngọn lửa màu xanh nhạt. Diệp Huyên trợn tròn hai mắt, suýt nữa thì kêu lên. Nếu không vì Tần Quan đang ở đây thì hắn đã thật sự kêu lên. Bây giờ hắn đang ở trạng thái thế nào? Cảm giác cơ thể bị thiêu đốt nhưng cơ thể lại không hề hấn gì, bởi lão Lê này điều khiển rất có chừng mực. Thấy Diệp Huyên lại cố chịu lần nữa, lão Lê kích động vô cùng, thậm chí ông ta còn bắt đầu hô chân múa tay, Diệp công tử đúng là người đàn ông đích thực. Mấy người lúc trước ta vừa đốt lửa là đã không chịu được, đòi sống đòi chết. Nhưng cậu lại cố gắng chịu đựng, đúng là cực phẩm. Nào, hai lên nào. Diệp Huyên. Tần Quan nhìn lão Lê bên cạnh rồi lặng lẽ đi tới bên Tiểu Ái khẽ hỏi, lão Lê làm sao thế? Tiểu Ái im lặng chốc lát rồi đưa tay chỉ vào đầu mình, quên nói với chủ nhân, không lâu trước đó não ông ta có chút không bình thường. Vẻ mặt Tần Quan cứng đờ. Vũ trụ vô biên. Phía Bắc. Hôm nay có một hư ảnh tới rìa cực Bắc của vũ trụ vô biên. Vừa đến dưới chân tường thành phía Bắc, một ông lão đã xuất hiện trước mặt hư ảnh đó. Ông lão nhìn hư ảnh, có chuyện gì? Hư ảnh xòe tay ra, một tấm lệnh bài xuất hiện trong tay hắn ta. Lệnh vô biên. Nhìn thấy lệnh bài này, ông lão lập tức chậm rãi quỳ xuống. Hư ảnh nói, chuẩn bị đi, sơ tán khỏi phương Bắc. Nghe vậy ông lão ngẩng phát đầu lên, sơ tán khỏi phương Bắc. Hư ảnh gật đầu. Ông lão trầm giọng hỏi, ai sẽ ngăn dị thần tộc của phương Bắc? Hư ảnh nói, yên tâm, điều đó không cần cổ khí tông các ông quan tâm. Ba ngày sau rút hết mọi đại trận, toàn bộ cường giả của cổ khí tông về đợi lệnh. Ông lão còn muốn nói thêm gì nữa nhưng hư ảnh đã lại nói, đây là lệnh của vô biên chủ, ông đang chất vấn vô biên chủ sao? Ông lão biến sắc, vội nói, không dám. Hư ảnh bảo, ba ngày sau sơ tán khỏi phương Bắc chờ lệnh. Nói xong ông ta quay người biến mất. Sau khi hư ảnh biến mất, ông lão từ từ đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Bắc, trên bầu trời phía Bắc có một vòng xoáy cực lớn. Nhìn vòng xoáy cực lớn ấy, trong mắt ông lão hiện lên vẻ lo lắng sâu sắc, tâm huyết của tất cả cường giả thời đại thần minh đều phải từ bỏ hết, rốt cuộc vô biên chủ có ý gì đây? Phía Tây, thần tông địa giới. Một hư ảnh bay vào tông điện của thần tông. Tông chủ thần tông đang ngồi thiền bỗng ngẩng đầu nhìn hư ảnh, hư ảnh lấy lệnh vô biên ra, thấy tấm lệnh bài này, tông chủ thần tông hơi biến sắc, sau đó vội vàng quỳ xuống. Hư ảnh nói, ba ngày sau rút khỏi phía Tây, bao gồm tất cả đại trận phòng ngự. Thần tông chợt ngẩng đầu, thần yêu tộc. Hư ảnh nói, cứ làm theo mệnh lệnh đi. Nói xong hắn ta quay người biến mất vào phương xa. Nét mặt thần tông vô cùng khó coi. Lúc này một cô gái nhỏ đi vào đại điện, cô gái mỉm cười thật tươi, phụ thân đừng ngạc nhiên, vô biên chủ đang định đối phó với Tần các chủ và tên Kháo Sơn Vương kia thôi. Trong tông điện của thần tông, cô gái nhỏ mặc chiếc váy dài màu đỏ, vẻ ngoài cũng không lớn, chỉ chừng 11-12 tuổi, nhưng tóc rất dài, dài tới tận thắt lưng. Tuy tuổi rất nhỏ nhưng vừa nhìn đã biết là mỹ nữ, sau này lớn lên sẽ khuynh quốc khuynh thành. Nhìn thấy cô bé. Vẻ nghiêm nghị trên mặt tông chủ thần tông biến mất, ông ta nở nụ cười, nhóc con về lúc nào vậy? Cô bé cười, con vừa về.
Nói rồi cô bé đi đến bên cạnh rồi ngồi xuống, bưng chén linh trà trên bàn lên uống một ngụm nhỏ, sau đó nói tiếp, phụ thân không để ý chuyện bên phía Vô Biên Thành à. Tông chủ thần tông cười đáp, chẳng phải có con đó sao? Cô bé lườm ông ta rồi nghiêm nghị nói, nếu con đoán không nhầm thì hẳn là cổ khí tông cũng đã nhận được mệnh lệnh giống chúng ta. Cũng có nghĩa là bây giờ vũ trụ vô biên sắp thay đổi rồi. Tông chủ thần tông im lặng một lát rồi bảo, chẳng lẽ vô biên chủ không sợ dẫn sói vào nhà sao? Cô bé im lặng một hồi rồi bảo, có hai khả năng, thứ nhất là thực lực của vô biên chủ vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Ông ta không sợ thần yêu tộc và dị thần tộc. Thứ hai là Tần cô nương và Diệp công tử thật sự quá khó đối phó, khó đến mức ông ta không thể giải quyết, chỉ có thể tìm viện trợ bên ngoài. Tông chủ thần tông trầm giọng hỏi, có khi nào cả hai khả năng đều xảy ra không? Cô bé nhìn ông ta, hoàn toàn có thể xảy ra. Tông chủ thần tông im lặng. Cô bé khẽ nói, phổ biên chủ bảo chúng ta chờ lệnh. Cũng có nghĩa là không lâu nữa thần tông của chúng ta sẽ phải tham gia vào cuộc chiến này. Tông chủ thần tông vẫn im lặng. Cô bé cười, phụ thân không muốn tham gia vào cuộc chiến này à? Tông chủ thần tông gật đầu. Cô bé lắc đầu, không còn cách nào, chúng ta không thể làm trái mệnh lệnh của vô biên chủ, nếu làm trái thì sẽ vạn kiếp bất phục. Tông chủ thần tông chỉ nhìn cô bé, không nói gì. Cô bé khẽ cười. Phụ thân cũng nghĩ như vậy à? Tông chủ thần tông gật đầu, người có thể khiến vô biên chủ bó tay bất lực chắc chắn không phải người bình thường. Cô bé đứng lên, cúi đầu với ông ta, phụ thân, bắt đầu từ bây giờ, thần Tiêu Tiêu con chính thức rút khỏi thần tông. Nói xong cô bé quay lưng rời đi. Tông chủ thần tông hỏi, với lý do gì? Ở của phía xa, thần Tiêu Tiêu đáp, phụ thân cứ nói là do con không muốn liên hôn đi. Nói xong cô bé biến mất. Trong tông điện, tông chủ thần tông lắc đầu cười, lý do hay thật. Kinh đô. Trong hồ máu, Diệp Huyên lặng lẽ ngâm mình, lúc này cơ thể hắn đã có sự thay đổi về chất. Hắn đã hấp thu 69 hồ máu. Máu này đều là máu của yêu thú mạnh nhất thiên địa, ngoài ra còn có rất nhiều thiên tài địa bảo vô cùng quý giá, có thể nói đều là tiền. Mà bên ngoài hồ máu, lão Lê càng ngày càng hưng phấn. Bởi ông ta phát hiện dù đau đớn thế nào Diệp Huyên đều có thể chịu đựng được. Thật sự quá lợi hại. Điều đáng nói là Tần Quan đã lấy tiểu tháp từ chỗ Thanh Khâu tới đây để cho Diệp Huyên được tu luyện tốt hơn. Vì thế lúc này Diệp Huyên đang tu luyện trong tiểu tháp. Một tháng trôi qua. Trong hồ máu, Diệp Huyên chậm chậm mở mắt, lúc này hắn đã hấp thu 108 hồ máu, hắn nhìn lão Lê đang kích động bên bờ, kết thúc chưa? Lão Lê chớp mắt, còn một lần cuối cùng nữa. Nói xong ông ta xòe tay, một chiếc bình ngọc màu trắng xuất hiện. Diệp Huyên hơi tò mò hỏi, đây là cái gì? Lão Lê nghiêm mặt đáp, đây là thứ Tần các chủ đặc biệt tìm cho cậu, cậu phải cố chịu đấy nhé. Nói xong ông ta bay tới trước mặt Diệp Huyên, đưa cho hắn, nuốt nó đi. Nuốt. Diệp Huyên hơi ngẩn ra, nhận lấy bình ngọc, khi mở ra. Mặt hắn đầy vẻ kinh ngạc, đây là máu của nhị nha. Máu của nhị nha. Lão Lê hơi nhíu mày, nhị nha là ai? Diệp Huyên nhìn ông ta, ông không biết hả? Lão Lê lắc đầu, không biết. Năng lực trong máu này cực kỳ đáng sợ, siêu siêu đáng sợ. Cậu nuốt nó xong ta sẽ cho cậu ngâm cơ thể bằng linh dược để cơ thể cậu đạt đến trạng thái phôi thai hoàn hảo. Trạng thái phôi thai. Diệp Huyên hơi khó hiểu. Đang định hỏi thì lão Lê đã nói, đừng lãng phí thời gian, mau nuốt nó đi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ giây lát rồi nuốt vào. Bùm! Hắn vừa nuốt vào, cơ thể đã lập tức bùng cháy. Diệp Huyên trợn mắt há mồm, ngũ quan cũng bắt đầu vặn vẹo. Lão Lê vỗ tay, trong hồ đột nhiên có thêm chất lỏng màu xanh lục tràn vào, trong nháy mắt Diệp Huyên đã được chất lỏng này bao phủ. Mà cơ thể Diệp Huyên cũng đang điên cuồng hấp thu những chất lỏng màu xanh lục đó. Chẳng mấy chốc, hắn đã hấp thụ hết hoàn toàn. Lão Lê lại nói, tiếp tục. Dứt lời, trong hồ lại có thêm chất lỏng màu xanh lục. Nhìn những chất lỏng màu xanh lục này, lão Lê cũng không khỏi đau lòng, những thứ này đều là tiền đấy. Chúng đều là thiên tài địa bảo hiếm có trên thế gian, có thể nói mỗi một thiên tài địa bảo đều có giá trị liên thành. Mà hồ này chứa ít nhất 100.000 thiên tài địa bảo.
thực sự là đang đốt tiền. Trong hồ, cả người Diệp Huyên đều đang run rẩy. Cơ thể hắn bốc cháy, không chỉ bên ngoài mà bên trong cũng đang cháy, nhưng vấn đề là những chất lỏng màu xanh lục ấy lại không ngừng khôi phục cơ thể hắn. Bởi vậy bây giờ hắn thật sự là cầu sống không được, muốn chết cũng không xong. Một lúc sau, Diệp Huyên lại hấp thu sạch sẽ chất lỏng màu xanh lục trong hồ, nhưng rất nhanh một hồ nước khác lại xuất hiện. Cứ thế kéo dài gần một tháng, Diệp Huyên đã hoàn toàn hấp thu được bình máu của nhị nha dưới sự giúp đỡ của chất lỏng màu xanh lục ấy. Mà sau khi hấp thu bình máu của nhị nha, toàn thân Diệp Huyên đều trở nên đỏ như máu, huyết mạch trong cơ thể hắn phồng lên, cực kỳ kinh người. Diệp Huyên nhìn Lão Lê, cơ thể ta. Lão Lê cười, bình thường, cậu vẫn cần một thời gian nữa mới có thể hấp thu được hết toàn bộ huyết mạch chi lực đó, bây giờ cậu đứng dậy cảm nhận cơ thể mình thử xem. Diệp Huyên chậm rãi đứng lên, nắm bàn tay phải lại. Đùng. Vừa nắm lại, hắn đã cảm nhận được sức mạnh vô hạn. Diệp Huyên bỗng chốc kích động. Lúc này Lão Lê lại nói, kích động cái gì, mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Diệp Huyên nhìn Lão Lê, vừa bắt đầu. Lão Lê gật đầu, dù là thiên tài địa bảo hay máu của yêu thú đều chỉ mới là nền tảng cơ bản, chỉ khi đạt được nền tảng cho cơ thể cậu xong mới có thể tu luyện được công pháp luyện thể cuối cùng mà ta sáng tạo ra, kim cương bất hoại thể. Kim cương bất hoại thể. Mặt Diệp Huyên đầy vạch đen, ông không thể đặt cái tên nào hay hơn được à. Lão Lê xòe tay ra, một luồng ánh sáng trắng bay vào đầu mày Diệp Huyên, không bao lâu, vô số thông tin truyền vào đầu hắn. Kim cương bất hoại thể. Dần dần, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm nghị, bởi hắn phát hiện tuy Lão Lê này nhìn có vẻ không đáng tin nhưng bộ kim cương bất hoại thể mà ông ta viết ra quả thực rất lợi hại. Một canh giờ sau, Lão Lê đưa Diệp Huyên tới một khoảng tinh không vô tận, ông ta nhìn xung quanh rồi khẽ nói, nhìn thấy những tinh quang này không? Diệp Huyên gật đầu, ta phải hấp thu tinh thần chi lực à? Lão Lê nhìn Diệp Huyên, giơ ngón tay cái lên, cậu thông minh thật. Diệp Huyên không nói nên lời, ông già này đang cà khịa hắn à? Lão Lê nói, thế gian này có vô số nguyên tố, tinh thần chi lực chỉ là một trong số đó, chúng ta phải hấp thu vô số năng lượng nguyên tố, sau đó khiến cơ thể cậu trở thành thể chất nguyên tố. Diệp Huyên hơi khó hiểu, thể chất nguyên tố. Lão Lê gật đầu, khi cơ thể cậu thành thể chất nguyên tố rồi thì sau này khi đánh nhau kẻ địch, sức ảnh hưởng từ đòn đánh của đối phương sẽ giảm đi đáng kể khi tác động lên người cậu. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, không phải kim cương bất hoại thể sao? Lão Lê cười, nói đúng ra thì kim cương bất hoại thể chỉ có thể coi là một phương pháp tu luyện thần thông. Ví dụ sau khi cậu vận hành tâm pháp thì cơ thể cậu sẽ tiến vào trạng thái vô địch trong thời gian ngắn, đương nhiên không phải vô địch thật sự, mà chỉ là cơ thể cậu sẽ trở nên kiên cố không thể phá hủy, nhưng không thể tồn tại lâu dài. Giống như đàn ông uống loại thuốc đó vào sẽ cực sung mãnh trong một thời gian ngắn, nhưng không thể lúc nào cũng ở trong trạng thái đó vậy. He he. Diệp Huyên cảm thấy ớn lạnh. Mẹ kiếp, cách ví dụ này, thực sự có thể so sánh được với tiểu tháp. Lão Lê nói thêm, bây giờ cậu bắt đầu hấp thu tinh thần chi lực đi, khi hấp thu phải vận dụng công pháp ta đã viết, nếu có vấn đề gì nhớ phải nói cho ta sẽ sửa cho cậu ngay. Hả? Diệp Huyên nhìn Lão Lê với vẻ mặt thẳng thốt, sửa ngay. Lão Lê, công pháp này của ông trước giờ chưa có ai luyện à? Lão Lê hưng phấn nói, chưa. Trước đây mấy tên kia đến máu yêu thú còn chẳng chịu nổi, họ không xứng tu luyện công pháp của ta, chỉ có cậu thôi, cậu đúng là nhân tài. Diệp công tử yên tâm, tuy chưa có ai luyện, nhưng ta tính rồi, hẳn là không có vấn đề gì lớn lắm lâu, không có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Huyên. Vô Biên Thành. Trong một tử lâu nhỏ, Đinh Thược Dược yên lặng ngồi đọc sách cổ. Lúc này, một hư ảnh xuất hiện bên cạnh bà ấy. Hư ảnh hơi cúi đầu, phía bắc và phía tây có biến động. Ninh Thược Dược nheo mắt, đặt sách cổ xuống, khẽ nói, Vô Biên chủ muốn dùng ngoại lực để nhắm vào chúng ta. Nói xong bà ấy đứng lên, chắc chắn ông ta đã giao dịch gì đó với đối phương, cũng có nghĩa là có thể đối phương chỉ nhằm vào vũ trụ hiện hữu chứ không nhằm vào vũ trụ Vô Biên, bây giờ vũ trụ hiện hữu đang gặp nguy hiểm. Nói rồi bà nhìn hư ảnh hỏi, phía bắc và phía tây là thế lực nào? Hư ảnh đáp, cổ khí tông trấn thủ dị thần tộc,
phía tây có thần tông trấn thủ thần yêu tộc, hai thế lực bí ẩn này chỉ xuất hiện vào thời đại thần minh. Sau thời đại thần minh, đến giờ chưa từng xuất hiện ở vũ trụ vô biên. Ninh Thược Dược im lặng một lúc rồi bảo, bây giờ thế lực lớn nhất vũ trụ hiện hữu là Tần Quan cô nương, nếu ta là vô biên chủ thì chắc chắn sẽ trừ khử nàng đầu tiên. Nói rồi bà quay đầu nhìn hư ảnh, thông báo cho Tần Quan cô nương, bảo nàng ấy cẩn thận một chút, còn nữa, vũ trụ hiện hữu cần nàng ấy giúp đỡ. Hư ảnh cúi đầu thật sâu rồi lặng lẽ lùi lại. Mộ địa vô biên. Hôm nay có một người đàn ông tới mộ địa vô biên, người này chính là vô biên chủ. Ông ta chậm rãi bước đến trước một ngôi mộ không có bia. Ông ta vươn tay sờ nhẹ lên nắm đất, ta ban cho các ngươi được sống lại, theo ta ra trận. Ngôi mộ trước mặt ông ta chợt rung chuyển kịch liệt, dần dần cả mộ địa vô biên đều rung chuyển. Ngôi mộ trước mặt vô biên chủ chợt tách ra hai bên, sau đó một người đàn ông trung niên chậm rãi đứng lên. Người đàn ông trung niên mặc áo bào đen rộng, mái tóc bạc trắng, mặt không chút máu, khuôn mặt bên phải có vết sẹo sâu hóng khiến ông ta trông khá gớm ghiếc. Người đàn ông trung niên nhìn vô biên chủ, phủi bụi trước mặt khẽ cười bảo, vô biên chủ, không ngờ ông cũng có ngày gặp phải kẻ địch mạnh, chẳng phải ông vẫn luôn vô địch ư? Sao bây giờ lại cần người giúp đỡ thế, ông? Vô biên chủ lật bàn tay phải lại. Năm ngón tay hư ảo ấn thẳng vào người đàn ông trung niên. Phịch. Trong tích tắc, đầu gối của người đàn ông trung niên mềm nhũn, ông ta lập tức quỳ xuống. Cả mộ địa vô biên đều bắt đầu rung chuyển. Vô biên chủ nhìn xuống người đàn ông trung niên trước mắt, già nam, ai cho ngươi lá gan để ngươi nói chuyện với ta như thế này hả? Sắc mặt người đàn ông tên già nam khá khó coi. Vô biên chủ lại nói, nếu ngươi muốn chết thì chỉ cần gật đầu, bây giờ ta có thể cho ngươi được như ý muốn. Già nam im lặng. Vô biên chủ lại đột nhiên nắm tay phải lại. Bùm! Bàn tay phải hư ảo kia chợt nắm chặt, già nam trợn tròn hai mắt, cơ thể và thần hồn bắt đầu trở nên mờ đi. Ông ta muốn phản kháng nhưng phát hiện mình không thể phóng ra được chút sức mạnh nào. Cảm nhận được điều này, trong lòng già nam kinh hãi, ông ta lập tức nói, ta đầu hàng. Vô biên chủ dùng tay phải phất tay áo. Già nam bị đẩy ra xa hơn 10 trượng, cả người nằm quỵ dưới đất. Trong ông ta lộ rõ vẻ hãi hùng. Vô biên chủ lắc đầu, già nam, ngươi là người đứng đầu thời đại vô danh nhưng so với người đứng đầu thời đại thần minh thì còn kém xa lắm. Già nam nhìn vô biên chủ, người đứng đầu thời đại thần minh chẳng phải ông sao? Vô biên chủ nói, đừng đặt ta ngang hàng với các ngươi. Nói xong ông ta quay người rời đi. Già nam im lặng, không biết đang nghĩ gì. Mà lúc này, tất cả các ngôi mộ khác ở mộ địa vô biên đã mở ra, hàng vạn cường giả thần bí đứng lên. Những cường giả này đến từ các thời đại khác nhau, hơn nữa đều là những cường giả siêu cấp mạnh nhất của mỗi thời đại. Tất cả các cường giả đều nhìn vô biên chủ ở một nơi không xa, khi thấy ông ta, vẻ mặt mọi người đều nặng nề, còn có vẻ kính nể. Vô biên chủ. Sự tồn tại này giống như một vị thần ở vũ trụ vô biên. Lúc này, vô biên chủ lên tiếng, vận mệnh là một sợi dây xiềng xích trói buộc chúng sinh, lần này chúng ta phải chiến đấu vì tự do. Nói rồi ông ta nhìn quanh một lượt, tất cả các cường giả đều từ từ quỳ xuống. Vô biên chủ nói, chờ lệnh. Nói xong ông ta biến mất. Sau khi vô biên chủ rời khỏi mộ địa vô biên, ông ta lại tới một tinh không không xác định, không lâu sau, ông ta tới một vùng tinh vực chết chóc. Vô biên chủ nhìn về phía xa, nơi đó có một căn nhà lá. Vô biên chủ tới trước căn nhà, mở cửa ra, bên trong có một nhà sư mặc áo cà sa đang ngồi xếp bằng. Vô biên chủ nhìn nhà sư, tăng vô, tới lúc trả ơn rồi. Nhà sư chậm chậm mở mắt, tay phải khẽ xoay tràng hạt trong tay, im lặng một lúc lâu nhà sư mới nói, được. Vô biên chủ quay lưng rời đi. Lúc này, tăng vô chợt lên tiếng, trận chiến này, ông nắm bao nhiêu phần thắng? Vô biên chủ đầu không ngoảnh lại, 10 phần. Trong căn nhà lá, tăng vô im lặng hồi lâu rồi khẽ cất lời, đến hòa thượng cũng lừa. Thái Linh tộc. Sau khi bị Tần Quan hạ lệnh truy nã, có thể nói là Thái Linh tộc vô cùng thảm hại. Mỗi ngày đều có người đến đánh lén tộc nhân của Thái Linh tộc.
Võ quân ngày nào cũng phải trấn thủ Thái Linh tộc, nhưng dần dần nàng ta cũng lực bất tòng tâm. Bởi kẻ thù càng lúc càng mạnh. Nhưng cũng có ưu điểm, đó là không ngừng chiến đấu khiến cho thực lực của nàng ta nâng cao rất nhiều. Bây giờ nàng ta đã đạt đến thần kiếp cảnh chân chính chứ không còn là bán bộ thần kiếp cảnh nữa. Tuy nhiên cho dù đạt đến thần kiếp cảnh nhưng vẫn có người đến gây sự với Thái Linh tộc, bởi tần quan phát thưởng quá nhiều tiền. Lúc này, Vô Biên Chủ đột nhiên xuất hiện trước mặt võ quân. Võ quân ngẩng đầu nhìn Vô Biên Chủ chằm chằm. Vô Biên Chủ khẽ cười, người đang oán trách ta đấy à? Võ quân gằn giọng đáp, Thái Linh tộc ta trước nay luôn tôn trọng ông, nhưng khi Thái Linh tộc ta gặp nạn, tại sao ông không giúp đỡ? Vô Biên Chủ lắc đầu, là ngươi gieo gió gặt bão. Võ quân khẽ cau mày, không nói lời thừa thãi nữa, tung ra một nắm đấm. Đoàng, nắm đấm vừa tung ra quyền thế đáng sợ đã bao phủ lấy Vô Biên Chủ, thời không nơi ông ta đứng lập tức sụp đổ, trở nên tối đen như mực. Nhưng Vô Biên Chủ lại không hề hấn gì. Võ quân hơi híp mắt, trong lòng kinh hãi. Vô Biên Chủ nói, ngươi quá ngạo mạn, không coi ai ra gì. Cho rằng mình là thiên tài yêu nghiệt nhất từ trước đến nay, tâm thái này của ngươi cho dù bây giờ không chịu khổ thì sau này cũng sẽ ăn nhiều trái đắng. Võ quân im lặng. Vô Biên Chủ lại nói, biết vì sao Ma La tộc vẫn luôn có thể thịnh vượng không? Vì họ biết cách kiềm chế, còn ngươi thì không. Khi ngươi đối mặt với Diệp Huyên, ngươi luôn coi thường hắn, coi hắn là kẻ vô dụng. Đúng, bây giờ hắn không đánh lại ngươi. Nhưng ngươi có nghĩ ngươi đã tu luyện bao nhiêu năm còn hắn mới tu luyện bao nhiêu năm không? Làm người có thể tự tin, nhưng không được tự phụ. Võ quân nhìn Vô Biên Chủ, không nói gì. Vô Biên Chủ lại nói, bỏ tâm tính tự phụ của mình đi, ngươi sẽ trở nên xuất sắc hơn đấy. Nói rồi ông ta xòe tay, một quyển trục cổ chậm chậm bay tới trước mặt võ quân, tu luyện công pháp này đi, ngươi sẽ vượt qua thần kiếp cảnh. Dứt lời. Ông ta quay người biến mất ở nơi sâu trong tinh không. Võ quân nhìn quyển trục kia, không từ chối, vì nàng ta cần trở nên mạnh hơn. Nàng ta phải báo thù. Nhưng vấn đề là bây giờ nàng ta không có tiền. Tiền. Nghĩ đến đây, vẻ mặt nàng ta lập tức trở nên dữ tợn. Bởi vì nàng ta nghĩ đến tần quan. Lần đầu tiên nàng ta biết được tiền lại có thể đáng sợ đến vậy. Kinh đô. Diệp Huyên vẫn đang tu luyện cơ thể, dưới sự giúp đỡ của lão Lê, hắn bắt đầu hấp thu các loại năng lượng nguyên tố trong đất trời, nguyên tố thể của hắn cũng từ từ hoàn thiện. Võ Các. Tần quan đến Võ Các, nhóm Trần Võ lập tức đứng dậy cung kính cúi chào. Tần quan cười hỏi, nghiên cứu thế nào rồi? Trần Võ trịnh trọng đáp, ngày mai sẽ có kết quả. Tần quan gật đầu. Lúc này Trần Võ do dự nói, các chủ, khi chúng ta nghiên cứu đã phát hiện ra trong kiếm kỹ này còn ẩn chứa một kiếm kỹ khác. Tần quan nhíu mày, còn ẩn chứa một kiếm kỹ khác. Trần Võ gật đầu, đúng thế. Tần quan nói, cho ta xem. Trần Võ vội lấy một quyển trục ra đưa cho tần quan mở ra xem rồi trầm giọng nói, huyết mạch chi lực. Trần Võ hơi khó hiểu, huyết mạch chi lực. Tần quan gật đầu, là huyết mạch chi lực. Chỉ khi thi triển sát na vô địch dưới trạng thái hoàn toàn phong ma, hắn mới có thể kích hoạt kiếm kỹ đáng sợ này, uy lực của kiếm kỹ này khiến hắn vượt ra khỏi phạm trù cảnh giới trong thời gian ngắn. Vừa nói vẻ mặt nàng ta cũng trở nên nặng nề, nhưng sau đó trong mắt nàng ta lại hiện lên vẻ phức tạp, dụng ý của Dương Bá Phụ rất sâu xa, nếu Tiểu Huyên Tử thật sự bị ép đến đường cùng, hoàn toàn phong ma thì rất ít người có thể ngăn được uy lực của kiếm này. Trần Võ do dự giây lát, có cần nói cho Diệp công tử không ạ? Tần quan cười bảo, không cần. Trần Võ khó hiểu, vì sao? Tần quan mỉm cười, nếu đã là kiếm kỹ ẩn thì cứ để nó tiếp tục ẩn đi. Trần Võ khẽ gật đầu, được. Tần quan lại nói, sau ngày mai các ông đến vũ trụ quan huyên, nghe lệnh của Thanh Khâu cô nương, giúp nàng nâng cao sức mạnh cho các cường giả của thư viện quan huyên. Nhóm Trần Võ lập tức cung kính cúi đầu, tuân lệnh. Tần quan xoay người rời đi. Không lâu sau, tần quan tới một cung điện pha lê. Thần tạo các. Trong thần tạo các, vô số người đang bận rộn làm việc. Lúc này, tiểu ái xuất hiện trước mặt tần quan. Vẻ mặt tần quan bình tĩnh, chế tạo thế nào rồi? Tiểu ái nói, ngày mai là xong.
Tần Quan nhìn Tiểu Ái, ta muốn chiến giáp phòng ngự tốt nhất. Tiểu Ái gật đầu, hiện tại đang là tốt nhất rồi, sau khi làm xong chúng ta sẽ bắt tay vào nghiên cứu ngay, cố gắng nâng cấp trong thời gian ngắn nhất để tạo ra chiến giáp tốt hơn. Tần Quan khẽ gật đầu rồi quay người rời đi, nhưng nghĩ tới điều gì, nàng ta quay lại nhìn Tiểu Ái, có thể chế tạo bao nhiêu bộ. Tiểu Ái trầm giọng đáp, hiện tại chỉ có thể chế tạo 2 bộ, các chủ 1 bộ, Diệp công tử 1 bộ. Tần Quan hỏi, có thể sản xuất hàng loạt không? Tiểu Ái lắc đầu, không thể, bởi vải của nhị nha cô nương quá ít, mỗi năm chúng ta chỉ có thể mua chưa tới 10 vải của cô bé. Tần Quan khẽ thở dài. Vải của nhị nha là chất liệu kiên cố nhất vũ trụ hiện giờ, nhưng vấn đề là vải của nhị nha phải rụng xuống mới có thể lấy được. Mà mỗi năm nhị nha chỉ rụng nhiều nhất khoảng 10 chiếc vải. Vải tốt nhất luôn nằm trên cơ thể nhị nha, nhưng vấn đề là không thể đến nhổ vải của nhị nha được. Nhị nha là người dám khiêu chiến cả thiên mệnh đó. Tuy không đánh lại nhưng cô bé dám. Sự dũng cảm này, cả vũ trụ cũng chỉ có một mình cô bé có. Tần Quan nói, không thể sản xuất hàng loạt, vậy thì thay đổi nguyên liệu, dùng nguyên liệu chính chất lượng thấp hơn một chút để chế tạo, ta cần chế tạo 100 chiến giáp hàng đầu này. Tiểu Ái gật đầu, được, nhưng e rằng khả năng phòng ngự của nó sẽ có khoảng cách rất lớn so với 2 bộ này đây ạ. Tần Quan cười nói, cứ làm đi. Tiểu Ái nhẹ gật đầu, vâng, Tần Quan lại bảo, kiếm thì sao? Tiểu Ái hơi cúi đầu, chủ nhân có thể tự đi xem được rồi, sẽ có bất ngờ đó. Tần Quan cười hỏi, thật sao? Tiểu Ái gật đầu. Tần Quan bật cười rồi bảo, còn nữa, chuyện lúc trước ta giao cho ngươi đã làm xong chưa? Tiểu Ái gật đầu, đã làm xong, chỉ chờ Diệp công tử tu luyện cơ thể thành công là chúng ta sẽ có thể bắt đầu. Tần Quan cười nhẹ, quay đầu nhìn nơi xa khẽ nói, tiểu huyên tử, xem bất ngờ lớn ta dành cho ngươi đây. Tiểu Ái chần chừ một lát rồi hỏi, chủ nhân. Sao người đối xử tốt với Diệp công tử thế ạ? Tần Quan cười đáp, thật ra ta cũng có mục đích. Tiểu Ái hơi khó hiểu, mục đích gì ạ? Tần Quan nhún vai, chỉ có Tam Kiếm uy hiếp được ta, nếu ta đào tạo ra người lợi hại như Tam Kiếm hoặc còn lợi hại hơn cả Tam Kiếm thì chẳng phải ta rất lợi hại sao? Ha ha! Tiểu Ái! Tam Kiếm! Tiểu Ái liếc mắt nhìn Tần Quan, muốn nói lại thôi. Tần Quan cười bảo, chắc ngươi muốn nói ta có thể tự tu luyện được, đúng không? Tiểu Ái gật đầu. Tần Quan lắc đầu, ta không thích tu luyện, con đường tu luyện này quá cô quạnh, cũng quá buồn tẻ, ta chỉ mong có thể được làm nhiều chuyện có ý nghĩa hơn trong sinh mạng có hạn này thôi. Tiểu Ái đột nhiên hỏi, chủ nhân sẽ chết sao? Tần Quan lườm Tiểu Ái một cái, ai có thể sống mãi được chứ? Tiểu Ái trầm mặc. Tần Quan bỗng ngẩng đầu lên nhìn về phía trời sao xa xôi, khẽ nói tiểu huyên tử hẳn cũng sắp xong rồi. Đúng lúc này, trên bầu trời phía xa bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, ngay sau đó, tinh không nơi ấy rung lên kịch liệt. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Tần Quan hơi cong lên, xem ra đã xong rồi. Bù! Một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang vọng khắp đất trời, một khắc sau. Một luồng kiếm quang rơi xuống trước mặt Tần Quan và Tiểu Ái. Kiếm quang tan đi, Diệp Huyên hiện ra. Tần Quan đánh giá Diệp Huyên một lượt rồi cười hỏi, thành rồi. Diệp Huyên gật đầu, ừ. Hắn bây giờ đã tu luyện thành nguyên tố thể, mặc dù không thể miễn dịch được toàn bộ lực lượng nguyên tố của thế giới, nhưng những lực lượng nguyên tố bình thường thì cũng khó mà làm tổn thương hắn được. Ngoài ra, hắn còn tu luyện công pháp đặc thù của Lão Lê, Kim Cương Bất Hoại Thể. Một khi thôi thúc, cơ thể hắn sẽ đạt đến một trình độ vô cùng khủng bố. Tần Quan nhìn Diệp Huyên, thử xem. Diệp Huyên gật đầu, được. Tần Quan vỗ vai Diệp Huyên rồi ngự kiếm bay lên, Diệp Huyên cũng theo sát phía sau, chỉ chốc lát, cả hai đã đến một tinh vực hoàn toàn tĩnh mịch. Tần Quan liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó xòe tay ra. Một quả tinh đạn xuất hiện trong tay nàng ta. Nhìn thấy quả tinh đạn này, sắc mặt của Diệp Huyên chợt thay đổi. Tần Quan cười nói, không được phản kháng. Nói xong, nàng ta vung tay, quả tinh đạn lập tức bay về phía Diệp Huyên. Thấy thế, Diệp Huyên nhắm chặt hai mắt lại, thời khắc này hắn chỉ có thể chọn tin tưởng Lão Lê mà thôi. Ầm ầm. Đột nhiên, mảnh tinh vực tĩnh mịch nơi đây rung lên. Một đám mây hình nấm phóng thẳng lên trời.
từng luồng sóng khí chấn động ra bốn phía. Qua một hồi lâu, xung quanh dần khôi phục lại tĩnh lặng, Diệp Huyên xuất hiện trước mặt Tần Quan, mà hắn lúc này lại chẳng hề hấn gì. Thấy thế, Tần Quan hơi ngẩn người, sau đó cười bảo thử lại đi. Nói rồi, nàng ta xòe tay, một quả bom màu đỏ như máu xuất hiện trong tay nàng ta. Cậu bé. Nhìn thấy cậu bé, vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, hắn do dự một lát rồi hỏi, phải thử như vậy luôn à? Tần Quan gật đầu, phải chứ. Chỉ khi ngươi có thể chống đỡ được mấy quả bom này của ta thì mới có nghĩa cơ thể ngươi đã vượt qua đám minh tân kia. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, đến đi. Tần Quan không có chút do dự nhen lửa quả bom cậu bé. Xèo. Một vệt sáng màu đỏ máu chợt lóe lên. Phía xa xa, Diệp Huyên nhìn chằm chằm vào quả cậu bé, hai tay siết chặt lại, nói không hồi hộp là giả, bởi vì đây cũng là lần đầu hắn tu luyện công pháp của lão Lê, có đáng tin hay không hắn cũng chưa chắc nữa là. Thế nhưng uy lực của quả cậu bé này hắn đã tận mắt chứng kiến rồi. Thần kiếp cảnh cũng chỉ là đống rác khi đối diện với quả bom này thôi. Đương lúc suy nghĩ, một luồng sức mạnh khổng lồ bỗng ập đến trước mặt Diệp Huyên. Ầm ầm. Một đám mây hình nấm khổng lồ nổ ra, trong nháy mắt, cả tinh vực nơi đây lập tức hóa thành than tro. Rất lâu sau đó, những luồng sóng khí dần tan biến, lúc này, một kiếm quang chợt lóe lên. Xoẹt. Âm thanh xé rách vang vọng. Diệp Huyên xuất hiện trước mặt Tần Quan, mà Diệp Huyên bây giờ vẫn không hề xây xước tí nào, nhưng quần áo quanh thân hắn đã biến mất. Diệp Huyên phấn khích hô lên, không bị gì cả. Ha ha. Tần Quan chỉ vào Diệp Huyên, người mặc quần áo vào trước đi chứ ha. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyên chợt cứng đờ, vội vàng mặc quần áo vào lại. Tần Quan liếc nhìn chỗ đó của Diệp Huyên, sau đó nhún vai một cái, vẻ mặt chẳng có gì là thích thú. Sau khi mặc quần áo tử tế vào rồi, Diệp Huyên nhìn Tần Quan rồi hưng phấn bảo ta đỡ được rồi. Tần Quan gật đầu, tốt lắm, bây giờ cơ thể của ngươi đã rất khó có thứ gì làm bị thương được. Nói rồi, nàng ta lại nhìn xung quanh, nói tiếp, hiện tại đã đến lúc đột phá cảnh giới của ngươi rồi. Cảnh giới? Diệp Huyên sửng sốt, sau đó hỏi, làm sao đột phá? Tần Quan mở tay ra, một thanh kiếm xuất hiện, đây chính là thanh kiếm cần nạp tiền của nàng ta. Tần Quan nhìn Diệp Huyên, ngươi có thể hấp thu kiếm, đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Tần Quan cười nói, vậy ngươi chuẩn bị xong chưa? Diệp Huyên trầm giọng nói, cô muốn cho ta hấp thu thanh kiếm nạp tiền này à? Tần Quan gật đầu, đúng. Diệp Huyên do dự một chốc rồi hỏi, cô cho ta hấp thụ rồi thì lấy gì mà dùng? Tần Quan vung tay phải lên, hơn một vạn thanh kiếm xuất hiện. Vẻ mặt Diệp Huyên sượng đi. Tần Quan cười nói, nào, bắt đầu thôi. Vừa dứt lời, nàng ta búng tay một cái. Hơn một vạn thanh kiếm chợt hóa thành từng luồng kiếm quang phóng về phía Diệp Huyên. Mỗi một thanh kiếm đều tỏa ra sức mạnh khủng bố. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên cũng không nói gì thêm nữa, hắn giang hai tay ra, để mặc những thanh kiếm kia xâm nhập vào cơ thể mình. Ầm 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 ầm. Chẳng mấy chốc, cả người Diệp Huyên đã bị hàng nghìn kiếm quang nhấn chìm. Ầm ầm. Đột nhiên, trong cơ thể Diệp Huyên nổ ra một luồng khí tức kinh khủng. Lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, mở trận. Trong kinh đô bên dưới, nháy mắt đã có mấy trăm vạn thanh kiếm phóng thẳng lên trời, từng luồng kiếm quang bắn nhanh vào tinh không, thẳng đến trên đỉnh đầu Diệp Huyên, từng thanh nối tiếp nhau xâm nhập vào cơ thể của hắn. Nhưng vẫn chưa kết thúc, sau khi kiếm trận bên dưới kinh đô giải phóng ra hơn 1 triệu phi kiếm thì lại xuất hiện thêm một thanh kiếm choáng trời dài đến gần vạn trượng. Khi thanh kiếm khổng lồ kia chui vào cơ thể Diệp Huyên, Diệp Huyên chợt ngẩng phất đầu, lúc này hắn cảm giác bản thân sắp phát điên rồi. Từng luồng sức mạnh kinh khủng không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn, nếu không phải do thân thể hắn đã được tăng cường thì chắc đã nổ tung rồi. Tần Quan đột nhiên nói, hấp thụ đi. Diệp Huyên điên cuồng hấp thu sức mạnh từ những thanh kiếm kia. Mà ở phía dưới, kiếm trận vẫn chưa dừng hoạt động, lại một thanh rồi một thanh kiếm nạp tiền khác không ngừng phóng lên bầu trời, sau đó bay đến đỉnh đầu Diệp Huyên. Trong kinh đô, vô số người ngẩng đầu nhìn lên trời sao, có chút mơ hồ. Đang làm gì vậy? Trong tinh không, Diệp Huyên đột nhiên run giọng nói, Tần cô nương,
ta có hơi không chịu nổi nữa. Tần Quan nhìn Diệp Huyên, cố gắng đi, bây giờ ngươi đã đạt đến cực hạn của vạn kiếp cảnh rồi, chỉ cần đột phá điểm giới hạn này là có thể đạt đến thần kiếp cảnh. Diệp Huyên siết chặt hai tay, run giọng nói, ta cảm giác cơ thể sắp nổ tung. Tần Quan trầm giọng nói, ngươi phải nhớ kỹ một chuyện, đó là ngươi sẽ không chết. Diệp Huyên ngây người, sau đó hỏi, tại sao? Tần Quan đáp, bây giờ ngươi là người thiên mệnh, có làm gì đi nữa cũng không chết đâu. Có thể ngươi sẽ rất thảm, nhưng khi nào người thiên mệnh đời sau chưa sinh ra thì khi đó ngươi sẽ không chết. Vậy nên đừng sợ, cũng đừng hoảng, cứ nhớ một điều, ngươi làm được. Hiểu không? Diệp Huyên run giọng nói, cô không lừa ta đấy chứ? Tần Quan cười nói, ngươi thấy sao? Diệp Huyên đáp, ta tin cô. Nói rồi, hắn siết chặt hai tay lại rồi gào lên, đến đây đi. Nhiều một chút, dù sao ông cũng không chết. Tần Quan đột nhiên quay đầu nhìn xuống dưới, tiếp tục khởi động trận pháp. Bên dưới, kiếm trận kia vẫn tiếp tục vận hành, từng luồng phi kiếm không ngừng bắn lên trời. Trong thời gian ngắn ngủi đã có mấy nghìn vạn phi kiếm phóng ra. Mà mấy nghìn vạn phi kiếm này đã được Diệp Huyên hấp thu toàn bộ. Diệp Huyên cảm thấy mình như muốn nổ tung, thế nhưng hắn không sợ, cũng không hoảng. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, ông là người thiên mệnh, ông sẽ không chết. Diệp Huyên đột nhiên cười ha hả, đến nhiều hơn đi. Tần Quan ở một bên gật đầu, được thôi. Nói xong, nàng nhìn xuống dưới, tăng lên. Vừa dứt lời, kiếm trận bên dưới bỗng rung lên dữ dội, một khắc sau, tốc độ của những phi kiếm kia đột nhiên tăng lên chóng mặt. Trong tinh không, Diệp Huyên run giọng nói, hay là... chậm một chút. Tần Quan nghiêm mặt nói, người đừng sợ, không chết đâu. Diệp Huyên. Cứ như vậy, rằng có mấy ngày liền, cơ thể Diệp Huyên cứ qua từng khắc là lại bùng nổ ra một luồng kiếm khí đáng sợ. Trong nháy mắt, những phi kiếm ở xung quanh chợt vỡ vụn, ngay sau đó, một luồng khí tức đáng sợ bạo phát ra bao trùm lấy toàn bộ nơi đây. Thần kiếp cảnh. Diệp Huyên mở tay ra, một thanh kiếm ý xuất hiện, hắn nhìn thanh kiếm trong tay, ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Lúc này đây, hắn có cảm giác bản thân đã vô địch. Tần Quan quan sát Diệp Huyên một lượt rồi gật đầu, được rồi đấy. Diệp Huyên đột nhiên xoay người tung một chiêu kiếm ra. Một luồng kiếm khí lóe lên. Chợt, toàn bộ tinh không nơi mắt hắn có thấy được bỗng nứt ra một cái khe khổng lồ. Chiêu kiếm này như thể đã chẻ đôi toàn bộ tinh hà này. Diệp Huyên nhìn về phía Tần Quan, hưng phấn nói, mạnh quá. Tần Quan cười, cũng được. Nói rồi, nàng quay đầu gọi, Tiểu Ái. Dứt lời, một cô gái xuất hiện trước mặt Tần Quan, chính là Tiểu Ái. Tiểu Ái nâng một trong tay, nàng ta đi tới trước mặt Diệp Huyên rồi đưa hộp kiếm cho hắn. Diệp Huyên nhìn hộp kiếm trước mắt, hắn hơi gõ nhẹ lên hộp. Bù. Một tiếng kiếm ngân vang vọng, một khắc sau, kiếm Thanh Huyên lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Kiếm Thanh Huyên bấy giờ có màu xanh đen sẫm, vẻ ngoài không có thay đổi gì nhiều, thế nhưng trên hai mặt thân kiếm đã có thêm hai nét vẽ bùa chú màu máu quỷ dị, ngoài ra nơi chuôi kiếm cũng có thêm một hoa văn bùa màu vàng óng. Diệp Huyên nhìn về phía Tần Quan cười nói, bùa trên thân kiếm đại diện cho hai loại trận pháp, một trong số đó là đạo pháp trận. Bên trong nắm giữ hơn triệu loại đạo tắc và pháp tắc, lúc ngươi thôi thúc kiếm Thanh Huyên cũng đồng nghĩa với việc thôi thúc hơn triệu loại sức mạnh đạo tắc và pháp tắc, chỉ một chiêu kiếm nhẹ nhàng thôi cũng tương đương với uy lực của 10 quả cậu bé. Diệp Huyên bối rối. Tần Quan lại nói, mặt còn lại là tam sinh trận, trận này cũng dùng để tấn công, bởi vì loại phòng thủ tốt nhất chính là tiến công, thế nên ta vẫn chưa chuẩn bị cho ngươi trận pháp phòng thủ. Một khi thôi thúc trận pháp này sẽ gợi lên lực lượng của kiếp trước. Kiếp này, kiếp sau. Những sức mạnh này khá mơ hồ, nó tồn tại theo đất trời, nhưng thông qua trận pháp của ta, nó sẽ được hội tụ vào trong kiếm, mặc ngươi điều động. Nói xong, nàng ta khẽ mỉm cười, nếu ngươi thôi thúc ba loại sức mạnh này, chảm quá khứ và chảm tương lai của ngươi sẽ trở nên quỷ thần khó lường hơn, đây là trận pháp đặc biệt được kiến tạo nên cho mỗi ngươi thôi đấy. Trận pháp này cộng thêm kiếm kỹ của ngươi, chỉ một chữ thôi, quỷ. Quỷ thần khó lường. Giết người trong vô hình, bây giờ ngươi còn sống, nhưng kỳ thật đã chết từ trước. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nhìn xuống chuôi kiếm.
Khóe miệng Tần Quan hơi cong lên, trận pháp trong chuôi kiếm này. Diệp Huyên tò mò hỏi, là trận pháp gì? Tần Quan cười, Ức Kiếm Quy Tông. Diệp Huyên không khỏi sửng sốt. Tần Quan nói tiếp, trong chuôi thanh kiếm này có một không gian ẩn đặc biệt, bên trong là hơn 100 triệu thanh thần kiếm đặc biệt. Ngươi chỉ cần khởi động, tất cả chúng sẽ bay ra ngay lập tức. Khóe môi nàng ta cong lên, chỉ cần khởi động, vạn vật đều không còn. Diệp Huyên hạ giọng, có để lại di chứng gì không? Tần Quan gật đầu, có. Sau khi 100 triệu thanh kiếm bay ra, ngươi phải dùng tinh thần lực khống chế nếu muốn chúng đạt được uy lực cao nhất, thêm vào kiếm ý nhân gian, đồng nghĩa với việc phải dùng hết sức. Ta đã tính thử, lấy tinh thần lực và khả năng khống chế kiếm ý nhân gian hiện nay của ngươi, chỉ có thể dùng 3 ngày 1 lần. 3 ngày 1 lần. Diệp Huyên gật đầu, vậy là đủ rồi. Tần Quan cười, đúng vậy. Còn nữa, ngày thường ngươi có thể dùng kiếm ý nhân gian tẩm bổ cho số kiếm trong trận pháp này. Chúng có thể mạnh lên đến đâu đều phải xem kiếm ý của ngươi. Diệp Huyên cười, là nuôi kiếm. Tần Quan gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên, được. Thấy Tần Quan nhìn mình, Tiểu Ái xòe tay, đưa một chiếc hộp màu đen sang cho Diệp Huyên. Hắn tò mò mở ra, bên trong là một bộ giáp mỏng như cánh ve. Nó mỏng dính như giấy. Toàn thân một màu đen nhánh, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Diệp Huyên nhìn lên, nghe Tần Quan nói, đây là chiến giáp tạo riêng cho ngươi, tên là Giáp Quan Huyên. Giáp Quan Huyên. Diệp Huyên đờ người ra. Tần Quan phá ra cười, ta tạo, ngươi mặc nên lấy tên Quan Huyên, có vấn đề gì sao? Diệp Huyên lắc đầu cười, không có. Tần Quan gật gù, giáp này dùng 1 triệu nguyên vật liệu đặc thù. Trong đó đặc biệt nhất là vảy của nhị nha cô nương. Nàng trước mắt vẫn là nguyên liệu cứng rắn nhất, chân quý nhất vũ trụ. Ngoài ra giáp này còn tích hợp hơn 10 triệu trận pháp phòng ngự nhỏ, sẽ tự khởi động một khi bị ngoại lực tấn công để cản đòn. Hơn 10 triệu. Diệp Huyên nghe mà hết hồn, không ngờ trong bộ giáp tí xíu này lại chứa đến ngần ấy trận pháp. Tần Quan cười, trong tay ngươi bây giờ đã có thanh kiếm sắc nhất và khiên chắn mạnh nhất, muốn chết cũng khó lắm. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên và giáp Quan Huyên trong tay, vui vẻ tuét miệng, ta thấy ta sắp vô địch đến nơi rồi. Tần Quan phì cười, bắt đầu tự mãn rồi đấy. Diệp Huyên nhăn nhở, đương nhiên. Tần Quan, mặc giáp vào thử đi. Diệp Huyên gật đầu rồi vươn tay ra, bộ giáp tự động bay đến, một khắc sau hóa thành tia sáng trắng chui vào giữa chân mày. Quỳnh! Chỉ trong chớp mắt. Trên người hắn đã xuất hiện vô số những cái vảy li ti chi chít, mỗi cái đều mang theo vô số bùa chú tí hon mà mắt thường không thể nhìn thấy. Đã vậy nó còn ôm chặt lấy cơ thể hắn, không để lại góc chết nào. Mà Diệp Huyên không những không thấy khó chịu, ngược lại còn có cảm giác thoải mái như thể đây chính là lớp da của mình. Diệp Huyên hỏi Tần Quan, ta dùng kiếm Thanh Huyên thử giáp được không? Tần Quan lắc đầu, đừng. Diệp Huyên tò mò, vì sao? Tần Quan cười, lưỡng bại câu thương. Diệp Huyên gật đầu, được rồi. Tần Quan quay lại gọi, Trần Võ. Lời vừa dứt, đã thấy một ông lão xuất hiện, chính là Trần Võ của Võ Các. Ông lão đi đến, lấy 2 quyển trục ra đưa cho Diệp Huyên, Diệp công tử, trong 2 kiếm kỹ này có 1 là sát na vô địch của cậu. Chúng ta không thay đổi gì, chỉ tạo nên 1 phương pháp tu luyện tốt hơn. Cậu làm theo đó sẽ có thể đề cao uy lực đến mức cao nhất. Kiếm kỹ thứ 2 được chúng ta tạo ra riêng cho cậu theo yêu cầu của các chủ. Theo chúng ta được biết, kiếm Thanh Huyên của Diệp công tử có khả năng xuyên qua thời không, nên đã dựa trên đó tạo ra 1 kiếm kỹ đặc biệt, vô ngã. Diệp Huyên tò mò, vô ngã. Trần Võ gật đầu, khi sử dụng kiếm Thanh Huyên, sẽ có 1 vùng thời không đặc biệt với đường kính triệu dặm xuất hiện. Đứng ở trong đó. Tốc độ xuyên qua thời không của Diệp công tử sẽ tăng lên gấp 10 lần, đối thủ có muốn tấn công cậu cũng khó như lên trời, mà cậu có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào chỉ bằng 1 suy nghĩ. Đây là áp chế tốc độ của đối phương, cũng gia tăng tốc độ của cậu. Sắc mặt Diệp Huyên đanh lại theo từng lời nghe được. Bản thân kiếm Thanh Huyên đã có thể xuyên qua thời không, mà hắn cũng đã rất nhanh, nhưng nếu tăng thêm 10 lần, thì chẳng phải sẽ có thể giết trong nháy mắt theo nghĩa đen luôn sao? Đúng nghĩa bật hách. Trần Võ tiếp lời, Diệp công tử, 2 kiếm kỹ này có tâm pháp và phương pháp tu luyện đặc thù, cậu cứ dựa vào đó mà tu luyện,
làm ít công to. Diệp Huyên nhận lấy hai quyển trục rồi chân thành nói với Trần Võ cảm ơn ông. Ông lão mỉm cười, lui sang một bên. Tần Quan nói với Diệp Huyên, người vào tiểu tháp tu luyện cho nhanh, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Diệp Huyên nhíu mày, Vô Biên chủ lại có động tĩnh sao? Tần Quan gật đầu, rất nhiều là đằng khác. Vũ trụ quan Huyên e rằng sắp thay đổi nhiều, ta đã phái cường giả tiên bảo các đến thư viện quan Huyên ở nơi đó. Diệp Huyên thấp giọng nói, đợi ta. Sau đó không lề mề nữa mà vọt vào trong tiểu tháp. Để lại Tần Quan với dần trở nên nghiêm trọng. Tiểu ái hỏi, chủ nhân đang lo lắng sao? Tần Quan gật đầu, phải. Nàng ta nhìn khắp bốn phía, thì thầm, trong thời gian tới, các ngươi phải cẩn thận hơn. Lập tức nâng cảnh báo lên cấp 10. Không được ta cho phép, kẻ nào dám bén mảng đến gần, giết. Tiểu ái gật đầu, vâng. Tần Quan, chuẩn bị thêm đạn dược cho ta. Tiểu ái gật đầu, vâng. Tần Quan cười, còn nữa, từ bây giờ trở đi, dồn lực chi viện vô điều kiện cho vũ trụ quan Huyên. Từ hệ thống tình báo đến truyền tống trận, tất cả đều phục vụ cho họ. Tiểu ái gật đầu, vâng, Tần Quan xoay người nhìn vào lòng vũ trụ với vẻ lo âu. Kẻ địch, lần này khác hẳn với trước kia, bởi vì Vô Biên chủ cũng từng là người thiên mệnh, mà người thiên mệnh là ai? Là Diệp Huyên. Là kiếm chủ áo xanh. Phàm là người thiên mệnh, ắt có bàn tay vàng. Vậy bàn tay vàng của Vô Biên chủ là gì? Tần Quan rơi vào trầm tư. Lúc này, một bóng mờ xuất hiện, chính là Ám Quân. Hắn ta thi lễ với Tần Quan, các chủ, vũ trụ quan Huyên có biến. Tần Quan thu tiểu tháp về, nói chúng ta đi xem. Như nghĩ đến điều gì mà nói với tiểu ái, người ở lại canh chừng nơi này. Tiểu ái thi lễ. Tần Quan biến mất tại chỗ. Vũ trụ quan Huyên. Ngày hôm ấy, bỗng có một lốc xoáy kỳ lạ xuất hiện phía trên thư viện quan Huyên, khiến tất cả mọi người tiến vào trạng thái phòng bị. Bên trong thư viện, Thanh Khâu ngẩng đầu nhìn lên, lẳng lặng không nói gì. Bên cạnh nàng ấy là Đinh Thược Dược, phía sau là Thư Hiền và Trương Sứ. Đinh Thược Dược thấp giọng nói, thám tử tiên bảo các báo cáo Vô Biên chi chủ đã rút về cổ khí tông ở phía bắc vũ trụ Vô Biên, có lẽ lốc xoáy này đến từ dị tộc bí ẩn nơi ấy. Thanh Khâu gật đầu. Trong mắt Đinh Thược Dược hiện lên vẻ lo lắng, xem ra Vô Biên chi chủ muốn mượn sức ngoại lực, đối phó chúng ta. Thanh Khâu không nói gì. Đinh Thược Dược hỏi, nếu cô khôi phục toàn bộ sức mạnh thì sẽ như thế nào? Một hồi sau, Thanh Khâu mới đáp, sẽ bị người ta sắp đặt trước. Đinh Thược Dược cau mày, chủ nhân bút đại đạo. Thanh Khâu gật đầu. Đinh Thược Dược ra chiều khó hiểu, nhưng không phải thiên mệnh thường hay xuất hiện sao? Nàng. Thanh Khâu nhìn bà ấy, nàng thì khác, đặc biệt đến nỗi chủ nhân bút đại đạo cũng không dám tùy ý sắp đặt. Nhưng trừ nàng ra. Nàng ấy lắc đầu, kẻ địch cuối cùng của chúng ta rất có thể chính là chủ nhân bút đại đạo. Nghe vậy, đồng tử Đinh Thược Dược rụt lại, sao có thể? Thanh Khâu hạ giọng, vì sao không thể? Trên thế gian này, chủ nhân bút đại đạo chính là chúa tể, là ngọn nguồn của mọi nhân quả. Nhưng hiện nay, ngày càng có nhiều người thoát khỏi. Nàng ấy khẽ lắc đầu, nếu khôi phục toàn bộ sức mạnh, ta sẽ không thể ở bên đại ca nữa. Cho dù là ba người kia cũng phải thỏa hiệp. Đinh Thược Dược, y mạnh đến vậy ư? Thanh Khâu khẽ cười, Đinh cô nương không thiện tu luyện, không cảm nhận được sự đáng sợ của y cũng là thường. Nàng ấy chậm rãi ngẩng đầu nhìn về chân trời xa xôi, bằng không, Vô Biên chủ sao lại dám đến làm càn. Đinh Thược Dược đang định nói thì lốc xoáy đen trên cao bất ngờ rung chuyển, thả ra từng đợt khí tức bí ẩn. Thanh Khâu khẽ nhíu mày khi nhìn thấy. Sắc mặt Đinh Thược Dược cũng đanh lại. Đối phương sắp đến. Nhưng đúng lúc đó, có tiếng xé rách vang lên từ trong lốc xoáy, sau đó là một người đàn ông bay vọt ra. Ông ta nhìn khắp bốn phía, cười hỏi, kẻ nào là Kháo Sơn Vương? Khóe môi nhếch lên, ta đến để giết hắn. Bên dưới, Thanh Khâu chỉ vào mình, là ta đây. Người đàn ông nhìn nàng ấy, sau đó tuét miệng cười, ta đánh chết ngươi. Nói xong, thân hình ông ta khẽ run, tung cú đấm xuống Thanh Khâu. Thanh Khâu lập tức phóng lên cao. Xoẹt.
Mọi người chỉ thấy kiếm quang lóe lên, sau đó thủ cấp người đàn ông đã bay ra ngoài. Máu tươi vẽ thành một hình vòng cung hoàn hảo trên không. Giết chết đối phương chỉ bằng một kiếm rồi, Thanh Khâu nhìn về hướng vô biên chủ đang ở trong vũ trụ, nghiêm túc nói, người cũng thấy đấy, ta không hề phá vỡ ước định. Tên này ra tay trước, chúng ta cũng không có quy định không thể đánh trả, đúng không? Bên kia, vô biên chủ im lặng một hồi lâu mới nói, nếu ngươi đã lựa chọn vô liêm sỉ thì ta cũng không còn gì để nói. Mọi người. Trong không trung, đầu của người đàn ông bị Thanh Khâu giết chết chậm rãi rơi xuống cùng ông ta còn có một vũng máu tươi. Lúc này, đầu óc ông ta kêu ong ong. Một kiếm. Không ngờ ông ta lại bị người khác giết chết bằng một kiếm. Chết không nhắm mắt. Khi đầu người đàn ông rơi xuống đất, hai mắt ông ta vẫn còn mở to, đến lúc chết ông ta vẫn không ngờ mình lại bị người ta giết chết trong nháy mắt. Thanh Khâu không quan tâm đến vô biên chủ, nàng ấy lùi xuống, nét mặt bình tĩnh. Lúc này, trong vòng xoáy lại xuất hiện một người, lần này là một cô gái áo trắng, cô gái có vóc người cao gầy, mặc một bộ quần áo trắng như tuyết, trên mặt đeo một tấm khăn lụa, không thấy rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt màu xanh trong veo như nước. Dị thần tộc. Sau khi cô gái áo trắng xuất hiện, nàng ta nhìn xuống Thanh Khâu bên dưới, Thanh Khâu nhíu mày, cô nhìn cái gì? Nghe vậy, cô gái áo trắng thoáng sửng sốt, sau đó thì cau mày. Thanh Khâu nhìn nàng ta, đến đánh ta đi. Mọi người. Trong mắt cô gái áo trắng có ánh sáng lạnh lóe lên, nàng ta đang muốn ra tay thì có một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu. Một lát sau, cô gái áo trắng rời tầm mắt khỏi Thanh Khâu. Thấy cảnh này, Thanh Khâu bĩu môi, hơi khó chịu. Trong không trung, cô gái áo trắng không ra tay, nàng ta nhìn xuống bên dưới, cuối cùng, nàng ta nhìn về phía Thanh Khâu. Nơi này, chỉ có Thanh Khâu khiến nàng ta cảm thấy nguy hiểm thôi. Ngoài Thanh Khâu, nơi này không có một ai mạnh cả. Đương nhiên An Lan Tĩnh cũng không có ở đây. Thực lực quá yếu. Cô gái áo trắng im lặng. Thực lực tổng thể của vũ trụ hiện hữu này khiến nàng ta hơi ngạc nhiên, vì sao lại yếu đến thế? Có gì đó không đúng. Cô gái áo trắng im lặng một lát, sau đó xoay người đi vào trong vòng xoáy màu đen kia. Trong tinh không ở một đầu khác của vòng xoáy màu đen, cô gái đi ra, trước mặt nàng ta là một đại quân đông nghịt người. Những đại quân này đều mặc chiến giáp màu vàng đen rất dày, cưỡi chiến mã cả người có ngọn lửa đỏ rực cháy. Trên người mỗi người đều phát ra khí sát phạt vô cùng đáng sợ. Kỵ binh. Có hơn 100.000 người. Cô gái áo trắng đi về phía xa, đám kỵ binh kia lập tức tránh ra hai bên, còn rối rít cúi đầu. Cô gái áo trắng đi tới trước một cung điện màu đen, trước cung điện là 100 cường giả thần bí mặc trường bào màu đen, 100 cường giả thần bí này đều đeo loan đao, hoàn toàn không có hơi thở. Cô gái áo trắng đi tới trước đại điện, lúc này, một người đàn ông áo đen chặn trước mặt nàng ta. Cô gái nhìn người áo đen, im lặng không nói gì. Sau một hồi giằng co, người áo đen lùi về sau một bước, sau đó khàn giọng nói, thần quân đang tiếp khách. Xin tam tiểu thư đợi một lát. Cô gái áo trắng đang định lên tiếng thì trong cửa có một giọng nói vang lên, tam tiểu thư vào đi. Nghe vậy, người áo đen lặng lẽ lui ra. Cô gái áo trắng đi vào trong đại điện. Đại điện chỉ có hai người, đứng đầu là một người đàn ông trung niên mặc áo gấm, người đàn ông có mái tóc dài, mắt tựa như đao, vô cùng bá đạo. Thần quân. Bên phải thần quân có một hư ảnh đứng đó. Vô biên chủ. Nhìn thấy vô biên chủ, nét mặt cô gái áo trắng lập tức trở nên nặng nề. Vô số năm qua, dị thần tộc giống như đã chinh phục vũ trụ vô biên, nhưng cũng vì người đàn ông trước mắt, dị thần tộc không thể không dừng lại. Năm đó trong trận đại chiến kia, có thể nói dị thần tộc đã thiệt hại nặng nề, mà năm đó, người trước mắt đã liên tục giết chết 9 vị thần quân của dị thần tộc, khiến toàn bộ dị thần tộc phải khiếp sợ. Vô biên chủ, đây là một người khiến vô số cường giả của dị thần tộc thấy sợ hãi. Lúc này, vô biên chủ kia đột nhiên cất lời, hai người nói chuyện với nhau đi. Dứt lời, ông ta lặng lẽ biến mất. Tam tiểu thư nhìn về phía thần quân, ông ta nói gì? Thần quân khẽ cười đáp, bảo chúng ta cẩn thận với mấy người. Tam tiểu thư hỏi, ai? Thần quân đáp, cô nương mà cô gặp trước đó,
Người này tên Thanh Khâu, không thể động vào nàng ta, mà chúng ta không gây chuyện với nàng ta cũng sẽ không gây chuyện với chúng ta, đây là giao hẹn của nàng ta với Vô Biên Chủ. Thanh Khâu. Tam tiểu thư gật đầu, khi nãy ta vừa gặp nữ nhân này, sâu không lường được. Dứt lời, nàng ta nhìn về phía thần quân, còn mấy người khác là ai? Thần quân cười đáp, các chủ tiên bảo các, được gọi là người giàu nhất vũ trụ hiện hữu và vũ trụ vô biên, có rất nhiều tiền. Ngoài ra, nàng ta còn nắm giữ văn minh khoa học kỹ thuật vô cùng đáng sợ, cô gái này là người thứ hai chúng ta phải cẩn thận. Tần quan. Tam tiểu thư nghiêm túc nói, thực lực tổng thể của vũ trụ kia rất yếu, ta cảm thấy không được bình thường. Thần quân khẽ cười nói, cô cảm thấy vô biên chủ đang gài bẫy chúng ta à? Tam tiểu thư gật đầu. Thần quân nhìn nàng ta, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác cả. Tam tiểu thư im lặng. Thần quân nhẹ giọng nói, chúng ta phải có được vũ trụ chi tâm của vũ trụ vô biên và vũ trụ hiện hữu. Vô biên chủ đã nói, chỉ cần lấy được vũ trụ chi tâm của hai vũ trụ này, ông ta sẽ đích thân cho chúng ta. Tam tiểu thư cau mày, tại sao? Thần quân cười nói, chúng ta giúp ông ta tiêu diệt vũ trụ hiện hữu. Tam tiểu thư lắc đầu, ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, dưới tình huống bình thường, vũ trụ hiện hữu kia thực lực yếu kém như thế, với thực lực của vô biên chủ và cường giả dưới trướng ông ta không thể nào không khống chế được. Nhưng ông ta lại muốn hợp tác với chúng ta, bảo chúng ta đi tấn công vũ trụ hiện hữu. Thần quân ngắt lời nàng ta, tam tiểu thư, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác nữa, chúng ta phải lấy được vũ trụ chi tâm của hai vũ trụ này. Tam tiểu thư im lặng. Thần quân đứng dậy, tam tiểu thư, vô biên chủ mở phong ấn cho chúng ta đi vào chắc chắn là có tính toán riêng, đây là chuyện bình thường. Việc chúng ta phải làm bây giờ là khống chế được vũ trụ hiện hữu. Nói xong, ông ta đi về phía xa. Tam tiểu thư im lặng, khẽ nhíu mày. Nàng ta vẫn thấy lo lắng. Nhưng thần quân nói đúng, bọn họ không có sự lựa chọn, vũ trụ chi tâm của vũ trụ hiện hữu và vũ trụ vô biên rất quan trọng với bọn họ. Tam tiểu thư im lặng một lát rồi xoay người rời đi. Thư viện Quan Huyên. Lúc này, trên bầu trời của thư viện Quan Huyên đột nhiên xuất hiện gần 100 vòng xoáy màu đen. Bên dưới, Thanh Khâu nhìn gần 100 vòng xoáy màu đen bên trên, im lặng không nói một lời. Ở nơi khác, sắc mặt của các cường giả ở thư viện Quan Huyên trở nên vô cùng nặng nề. Họ biết, đại chiến sắp diễn ra. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong vòng xoáy màu đen kia, xông lên. Xông lên. Giọng nói vang lên, một đám kỵ binh lao xuống từ trong vòng xoáy màu đen. Hành động của bọn họ khiến toàn bộ thiên địa trở nên hư ảo. 100.000 kỵ binh đồng loạt lao xuống, đạp vỡ cả vùng không gian này. Thấy cảnh này, sắc mặt của Đinh Thược Dược bên dưới lập tức trở nên nặng nề. Bà ấy không ngờ rằng dị thần tộc này vừa bắt đầu đã hung hăng như thế. Hơn nữa, đây đều là những kỵ binh được huấn luyện nghiêm chỉnh, đối với cường giả đơn độc, chỉ cần không phải quá mạnh thì cũng không đáng sợ, nhưng kỵ binh thế này lại khác. Vì kỵ binh chính là quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh, có khả năng phối hợp nhóm rất tốt, hơn nữa, thực lực của bọn họ cũng không hề yếu. Cảnh giới thấp nhất của những kỵ binh này chính là vạn kiếp cảnh. Dù không phải thần kiếp cảnh, nhưng song lên thế này, dù có 100 cường giả thần kiếp cảnh cũng chỉ là kiến bò trước mặt bọn họ. 100.000 kỵ binh lao xuống, khiến vô số cường giả của thư viện Quan Huyên bên dưới rất tuyệt vọng. Lúc này, một cô gái xuất hiện trên đầu mọi người. Người đó chính là An Lan Tịnh. An Lan Tịnh nhìn 100.000 kỵ binh đang lao xuống, trong mắt lộ vẻ dữ tợn, nàng ấy xông lên, đâm trường thương trong tay về phía trước. Chiêu tấn công này mang theo một luồng thương thế ngút trời bắn ra từ mũi thương của nàng ấy, trong nháy mắt, thương thế này đã ngăn cản được 100.000 kỵ binh. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người xung quanh đều rung động. Trong thiên địa, một người một thương lại ngăn cản được 100.000 kỵ binh. Thanh Khâu ở bên dưới hơi nhếch môi, An cô nương, dưới tam kiếm, không ai có thể đánh bại nàng ấy. Ninh Thược Dược cũng thả lỏng hơn. Nếu thật sự để 100.000 kỵ binh kia lao xuống, thì chắc chắn sẽ là một tai họa với thư viện Quan Huyên. Nơi chân trời, thống lĩnh dẫn đầu kỵ binh đột nhiên tức giận chĩa trường thương về phía An Lan Tịnh, giết.
Mệnh lệnh vừa vang lên, 100.000 kỵ binh đột nhiên lại cầm trường thương đâm về phía trước. Ầm. Thiên địa lập tức vỡ vụn, 100 luồng khí thế đáng sợ đánh xuống từ phía chân trời. Bên dưới, trong mắt An Lan Tĩnh có sát khí lóe lên, nàng ấy quát to một tiếng, duỗi trường thương trong tay về phía trước rồi xoay tròn một cái, phá. Ầm. Một luồng thương thế bay lên chứa đựng khí thế không thể ngăn cản. Ầm ầm. Trong nháy mắt, khí thế của 100.000 kỵ binh đều vỡ nát, sau đó, 100.000 kỵ binh đồng loạt lùi lại cả trăm trượng. Thấy cảnh này, trong mắt thống lĩnh cầm đầu kỵ binh tràn đầy sự sợ hãi. An Lan Tĩnh cầm thương trong tay, ngẩng đầu nhìn 100.000 kỵ binh phía xa, trong mắt lộ vẻ khinh thường, lên một lượt đi. Dứt lời, nàng ấy đột nhiên nhảy lên, xông về phía đám kỵ binh. Mà lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt An Lan Tĩnh, ông ta giơ tay, sau đó nhẹ nhàng quay lại, trong nháy mắt, sau lưng ông ta trở thành một biển sao vô tận, mà khi tay phải của ông ta đánh xuống, tinh hà vô tận trong lòng bàn tay của ông ta cũng rơi xuống. Vũ trụ trong lòng bàn tay. Bên dưới, An Lan Tĩnh không lùi còn tiến, đâm ra một thương. Ầm. Chỉ trong nháy mắt, vô số biển sao phía sau người đàn ông trung niên bắt đầu vỡ tan. Còn trường thương trong tay An Lan Tĩnh cũng rung động dữ dội. Hai người không lùi lại dù chỉ một bước. Trong thư viện Quan Huyên, Thanh Khâu vung tay áo, không ngừng sửa chữa thời không xung quanh. Nàng ấy không tham dự vào chuyện này, chỉ đang sửa chữa những không gian bị hai người phá hỏng. Trên không trung, người đàn ông trung niên đột nhiên nâng tay trái, cái nhấc tay của ông ta khiến thiên địa biến sắc một lần nữa. Chỉ thấy trong lòng bàn tay ông ta có vô số ngôi sao đang di chuyển rất nhanh, ông ta đánh một trường về phía An Lan Tĩnh. Lúc này, An Lan Tĩnh đột nhiên buông trường thương ra, nàng ấy siết chặt tay phải, sau đó tiến lên một bước đánh ra một quyền, vào khoảnh khắc tấn công, vô số tàn ảnh chồng chất lên nàng ấy. Một quyền mạnh nhất. Ầm. Trong thoáng chốc, biển sao lại nổ tung trước mặt hai người, sau đó người đàn ông lùi lại khoảng trăm trượng. Sau khi dừng lại, người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn An Lan Tĩnh phía xa, ánh mắt thoáng trở nên nặng nề, võ đạo thông thần. Võ thần? Võ thần là gì? Có lẽ sẽ không thắng, nhưng mãi mãi sẽ không thua, đấu tay đôi với bất cứ ai sẽ càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng. Đương nhiên là ngoài tam kiếm. Giữa không trung, cô gái áo trắng tam tiểu thư của dị thần tộc nhìn An Lan Tĩnh cũng trong bộ áo bào trắng ở đằng xa bằng vẻ mặt phức tạp. Người của thần thông võ đạo, cũng tức là võ thần. Ngay cả dị thần tộc cũng chưa có ai đạt tới võ thần. Võ thần là khái niệm chỉ có trong truyền thuyết tại dị thần tộc bọn họ. Nhưng không ngờ, hôm nay lại gặp được ở đây. Người đàn ông trung niên đánh nhau với An Lan Tĩnh tên là Mạc Thiên Quân, là một trong 9 vị thánh quân của dị thần tộc. Lần này vì để chắc chắn giành được thắng lợi mà dị thần tộc đã cố ý phái một vị thánh quân tới. Song nàng ấy lại không ngờ rằng trên mảnh vũ trụ này lại có võ thần. Cả hai vừa mới bắt đầu đánh, có thể thấy rõ thánh quân đang ở thế yếu hơn. Lúc này thánh quân đột nhiên nói, ta kìm chân bà ta. Dứt lời, ông ta lật tay lại, chốc lát đã mất hút bóng dáng cùng với An Lan Tĩnh, lúc sau cả hai đã xuất hiện tại một tinh vực kéo dài vô tận. Lĩnh vực tinh thần. Thánh quân nhìn An Lan Tĩnh, trong mắt ngập tràn ý chí chiến đấu tiếp. Sau đó ông ta đột nhiên biến mất. An Lan Tĩnh ở nơi xa lập tức xông tới. Thư viện Quan Huyên. Tam tiểu thư ngẩng đầu nhìn, ánh mắt thoáng phần lo lắng. Lúc này, thần quân xuất hiện bên cạnh nàng ấy, hắn ta khẽ cười nói, yên tâm đi, cho dù Diệp Thánh Quân không thắng thì cũng không dễ dàng chết đâu. Tam tiểu thư khẽ gật đầu. Thần quân nhìn xuống bên dưới, cười nói, không ngờ thế giới này lại có võ thần, quả thật không hề đơn giản. Nói rồi hắn ta vung tay phải lên, tấn công. Lời vừa dứt, đám kỵ binh phía sau hắn ta đồng loạt lao xuống. 100.000 kỵ binh ập tới, giờ phút này, cả đất trời đều rung động kịch liệt. Ở bên dưới, Thanh Khâu trầm mặc nhìn về phía chân trời. Mọi người trong thư viện Quan Huyên nhìn thấy cảnh tượng kỵ binh lao xuống. Ai cũng hoảng tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Phần đông họ đều là thư sinh, nào có ai từng kinh qua trận chiến như vậy. Thư Hiền ở một bên đột nhiên nói, sợ cái gì?
Tuy chúng ta là thư sinh nhưng cũng phải có cốt cách, thẳng lưng cho ta, hôm nay dù có chết thì cũng phải chết đứng. Nghe vậy, đám học sinh đều ưỡn thẳng sống lưng, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng ánh mắt đã không còn e ngại như trước nữa. Đúng lúc này, một tiếng kiếm từ chân trời vọng tới. Tiếp theo đó là một vệt kiếm quang xé rách chân trời, lao tới không trung trên thư viện Quan Huyên. Kiếm quang tản đi, một người thanh niên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Diệp Huyên. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Diệp Huyên đột nhiên ngửa tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện bên trên, thế rồi hắn đâm về phía trước. Ong! Kiếm Thanh Huyên rung lên, tiếp theo, hơn trăm triệu thanh kiếm đột nhiên tuôn ra từ trong kiếm của Diệp Huyên, kiếm quang bao phủ khắp chân trời. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt thần quân hơi thay đổi, thủ. Hắn ta vừa dứt lời, đám kỵ binh ở chân trời đột nhiên lấy chiếc khiên lớn và dày chắn trước người, đồng thời nhanh chóng kết hợp với nhau để tạo thành trận pháp đặc biệt. Lúc này, vô số phi kiếm đã chém tới. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, khắp chân trời vang lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc, trong mắt của mọi người, 10 vạn kỵ binh kia bị chém đến mức phải lùi lại thật nhanh, chỉ mới một lát mà bọn họ đã lùi gần 1 vạn trượng. Mà đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên ngửa bàn tay ra, thu. Hắn vừa dứt lời, hơn trăm triệu thanh phi kiếm đột nhiên hóa thành từng ánh kiếm bay trở lại trong kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên. Diệp Huyên cầm kiếm đứng, tay trái chắp sau lưng, nhìn về đám kỵ binh đằng xa, cười khẽ, kẻ muốn đánh thư viện Quan Huyên đã hỏi qua ý viện trưởng ta chưa? Viện trưởng! Nghe thấy lời Diệp Huyên nói, tất cả học sinh của thư viện Quan Huyên có mặt lập tức hăng hái hẳn. Không biết ai đó đột nhiên hô to một câu, viện trưởng đỉnh quá! Viện trưởng đỉnh quá! Một người vừa nói ra câu đầu tiên là lập tức có vô số tiếng hô hưởng ứng, viện trưởng đỉnh quá! Lúc nhìn thấy Diệp Huyên, khóe miệng Thanh Khâu khẽ cong lên. Ninh Thược Dược cũng mỉm cười, giỏi hơn trước rồi nhỉ? Giữa không trung, thần quân nhìn Diệp Huyên, người chính là vua dựa dẫm kia. Vua dựa dẫm! Mặt Diệp Huyên lập tức đen lại, người có biết nói chuyện không hả? Thần quân đánh giá Diệp Huyên, sau đó nói, thần kiếp cảnh, rõ ràng chiêu kiếm vừa nãy của ngươi đã vượt ngoài thực lực của thần kiếp cảnh, là do thanh kiếm trong tay ngươi à? Diệp Huyên cười nói, đúng vậy. Thần quân nhìn Diệp Huyên, bây giờ ngươi là người cai quản vũ trụ này. Diệp Huyên gật đầu, đúng. Tam tiểu thư đột nhiên nói, hắn đang kéo dài thời gian. Thần quân mỉm cười, không sao. Nói rồi, hắn ta lại tiếp tục đánh giá Diệp Huyên, sau đó cất lời, bọn họ nói ngươi là vua dựa dẫm, có nhiều chỗ dựa lắm, thật hả? Diệp Huyên cười đáp, cứ coi là vậy đi, tuy ta cũng đau đầu lắm mà chả có cách nào hết, tốt số quá mà, vừa sinh ra đã có một ông bố và cô em gái vô địch. Sau đó hắn nhún vai, niềm vui của ta, à đâu, nỗi đớn đau của ta, các ngươi không thể hiểu nổi đâu. Mọi người! Thần quân cười nói, chỗ chúng ta cũng có một thiên tài, ta muốn để người đó tỉ thí với ngươi, được chứ? Diệp Huyên gật đầu, được. Thần quân quay đầu nhìn về vòng xoáy phía xa, từ trong đó có một nam thanh niên đang bước ra. Sau khi người kia bước ra ngoài, ánh mắt của gã liền xoáy thẳng vào Diệp Huyên. Gã nhìn một lát, lúc đang tính cất lời thì Diệp Huyên đã đột ngột nói trước, bắt đầu được chưa? Nam thanh niên khẽ cười đáp, được thôi. Nếu ngươi đã... Đúng lúc này, đồng tử của gã bỗng co nhỏ, sau đó gã vừa mới nâng tay phải lên thì cũng đúng lúc bị một thanh kiếm xuyên thẳng qua trán. Vô ngã, chiêu kiếm này quá nhanh, đã nằm ngoài tầm hiểu biết của thanh niên kia. Lúc thấy Diệp Huyên giết chết thanh niên kia, sắc mặt thần quân lập tức trở nên nặng nề. Tất cả những người có mặt đều ngơ ngác, giết rồi. Cứ thế mà đã giết xong. Lúc này, có học sinh bỗng hô to, viện trưởng vô địch. Giỏi vãi đờ sao? Mọi người! Thư Hiền liếc học sinh vừa thốt lên kia, không đọc sách bao giờ à? Học sinh kia mỉm cười ngượng ngập, sau đó hơi cúi người, lỡ lời. Lỡ lời thôi! Sau đó, học sinh nhìn về phía Diệp Huyên ở chân trời, ca tụng, viện trưởng quả nhiên là người có 102 từ trước tới giờ. Trong lòng học trò có vô vàn lời muốn ca tụng người, nhưng giờ phút này học trò chỉ muốn nói duy nhất một câu, ôi vãi! Đỉnh quá! Mặt Thư Hiền lập tức đầy vạch đen. Ở chân trời, Diệp Huyên nhìn về phía thần quân,
cười nói, đừng coi thường ta. Bây giờ ta mạnh như vậy, là do đã từng nỗ lực rất nhiều đấy. Thần quân chậm rãi nắm chặt tay phải. Diệp Huyên cười hỏi, muốn lấy mạnh chèn ép người yếu à? Thần quân im lặng liếc nhìn bên dưới, đúng lúc này một giọng nói truyền đến từ gần đó, để ta. Lời kia vừa dứt, trong vòng xoáy màu đen có một người đàn ông bước ra, có điều gã vừa mới bước ra thì ở bên ngoài đã có một ánh kiếm bất chợt lóe lên. Xoẹt! Một cái đầu đầm đìa máu bay thẳng ra ngoài. Người ra tay chính là Diệp Huyên. Vô ngã! Tốc độ của kiếm kia quá nhanh, khiến tất cả cường giả của dị thần tộc đều biến sắc. Diệp Huyên liếc nhìn cái đầu bay ra từ đằng xa, cười khẽ, để ngươi. Để ngươi chết à! Mọi người! Thần quân ở đối diện nhìn thẳng vào Diệp Huyên, giờ phút này, trong mắt hắn ta còn nghiêm túc hơn trước mấy phần, lòng thầm nghĩ, chẳng phải mọi người đều gọi thiếu niên này là chúa dựa dẫm sao? Diệp Huyên liếc đám thần quân, sau đó cười nói, hình như các ngươi hiểu lầm gì đó về thực lực của ta thì phải. Sau đó, hắn hơi hôi kiếm thanh huyên trong tay rồi chỉ thẳng vào thần quân, ngươi. Nói tới đây, hắn vốn dĩ muốn khiêu chiến thần quân xong chợt nghĩ tới định luật 3 ngày nên lập tức đổi lời, ngươi gọi cứu viện đi. Gọi ai mạnh mạnh vào, đánh kẻ quá yếu chả thú vị gì hết. Thần quân chỉ nhìn Diệp Huyên mà không nói câu nào. Ở bên dưới, sĩ khí của thư viện quan huyên dâng trào, giờ phút này bọn họ đều đang nhìn về phía Diệp Huyên, không thể kìm nén cảm xúc kích động. Đây chính là viện trưởng của họ. Có một học sinh bên dưới ca tụng, vốn tưởng viện trưởng là vua dựa dẫm, nhưng không ngờ người lại là một vua dựa dẫm có thực lực đỉnh cao. Mọi người! Ở chân trời, Tam Tiểu Thư liếc nhìn Diệp Huyên, đang muốn ra tay thì lại bị thần quân ngăn cản. Tam Tiểu Thư nhìn sang thần quân, người nghĩ ta không đánh lại hắn sao? Thần quân đang muốn nói gì đó thì Diệp Huyên đã lên tiếng trước, để nàng ta lên đi. Ta sẽ chấp một tay. Thần quân trầm mặc. Chấp một tay, vốn dĩ ngươi chỉ cầm kiếm bằng một tay thôi mà. Tam Tiểu Thư còn muốn nói gì nữa nhưng thần quân đã lại lắc đầu trước quay lại. Tam Tiểu Thư lại biến mất. Ở nơi xa, không gian trước mặt Diệp Huyên đột nhiên nứt ra, hắn vẫn bình tĩnh nâng tay chém xuống một kiếm. Ầm ầm. Một luồng sáng trắng vỡ vụn, sau đó là bóng người bị chém cho lùi lại cả vạn trượng. Bóng người kia chính là Tam Tiểu Thư. Vừa dừng lại được, Tam Tiểu Thư liền nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt lộ vẻ nghiêm túc, hơn nữa, giữa trán nàng ta còn có một vết kiếm in hằn. Nếu vừa nãy nàng ta chậm một chút thôi thì đã bị chém đứt đôi rồi. Đúng lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên biến mất tăm. Đồng tử của Tam Tiểu Thư bỗng co nhỏ, thần quân. Vào khoảnh khắc Diệp Huyên xuất hiện, nàng ta đã biết rằng mình không phải đối thủ của thiếu niên kiếm tu đó. Khoảnh khắc Tam Tiểu Thư nói dứt câu, một thanh kiếm đã chém tới trước mặt nàng ta, đúng lúc này, thân thể nàng ta đột nhiên mờ nhạt hẳn. Xoẹt! Chiêu kiếm đó của Diệp Huyên chém thẳng vào không trung. Diệp Huyên quay đầu nhìn thì thấy Tam Tiểu Thư đã đứng bên cạnh thần quân. Thần quân đã cứu nàng ta. Thấy vậy, Diệp Huyên bèn lắc đầu cười, thế này mà gọi là đấu tay đôi sao. Thần quân nhìn Diệp Huyên, đối thủ của ngươi tới rồi. Hắn ta vừa dứt lời thì vòng xoáy mày đen đột nhiên rung chuyển mạnh mẽ, sau đó một lão già tóc trắng chậm rãi đi ra. Lúc nhìn thấy lão già tóc trắng, Tam Tiểu Thư ở đằng xa đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, cổ thánh quân. Lại thêm một thánh quân nữa tới. Giờ phút này nàng ta mới hiểu được ý định của thần quân, hóa ra hắn ta cũng đang kéo dài thời gian. Để kéo thêm một thánh quân nữa đến. Diệp Huyên nhìn thần quân đằng xa, thích chơi trò gọi cứu viện à? Thần quân cười khẽ, ngươi thích thì cũng làm vậy đi. Diệp Huyên im lặng. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vọng đến từ chân trời, đang bắt nạt Dương tộc không có ai đây à? Ầm. Đột nhiên, chân trời đằng xa nổ tung, khí tức khủng bố cuồn cuộn ập tới. Dương tộc. Diệp Huyên cảm thấy khá là tò mò nên quay đầu nhìn thử. Bởi vì ngoài cha hắn ra thì người đánh nhau giỏi nhất trong Dương tộc chính là Dì An, hiện giờ Dì An đang bị một thánh quân kìm chân, vậy thì người vừa lên tiếng là ai đây? Đúng lúc này, chân trời phía xa đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu xanh, sau đó, một người phụ nữ chậm rãi bước tới.
Vừa nhìn thấy người phụ nữ đó, Diệp Huyên lập tức sửng sốt. Hắn từng gặp bà ấy. Thiên Tú. Là tộc trưởng hư linh tộc từ thời cha hắn. Nhìn thấy Thiên Tú, Đinh Thược Dược ở bên dưới cũng thoáng ngẩn người, tiếp đó khóe môi khẽ cong lên. Tính kỹ thì Thiên Tú không phải người Dương tộc, hơn nữa vẫn luôn không ở Dương tộc, bởi vậy bà không ngờ Thiên Tú lại quay về. Thiên Tú vừa ra trận thì một vài cường giả phía Dương tộc lập tức hào hứng hẳn. Thiên Tú chính là cường giả nghịch thiên vào thời thiên mệnh. Thực lực năm xưa của người phụ nữ này còn đỉnh hơn cả kiếm chủ áo xanh năm đó, ngay cả kiếm chủ áo xanh hiện giờ thì cũng phải kính trọng gọi bà ấy một tiếng Tú tỷ. Thiên Tú liếc qua Diệp Huyên rồi nhanh chóng quay người nhìn về phía cổ thánh quân đằng xa, thế rồi bà đột nhiên biến mất khỏi vị trí đang đứng. Xoẹt! Ánh sáng xanh vụt qua không trung. Ở nơi xa, cổ thánh quân hơi híp mắt, lão phất tay áo lên, lập tức có ngàn vạn ánh đao lao vun vút xuống bên dưới. Đao tu! Ầm ầm! Ánh đao bất chợt vỡ nát, cổ thánh quân lập tức bị đẩy lùi lại cả vạn trượng. Đến lúc dừng lại được thì thanh đao lão nắm trong tay đã vỡ tung. Cổ thánh quân nheo mắt, nhìn về phía người phụ nữ ở đằng xa đang chậm rãi bước về phía mình, vẻ mặt nghiêm túc hẳn. Một bên khác, Diệp Huyên cũng nhìn về phía thần quân đang bày ra vẻ mặt nặng nề, cười nói, so gọi người thế nào? Ta vô địch, các ngươi thì tùy. Ta vô địch, các ngươi thì tùy. Hắn vừa thốt ra câu đó. Sắc mặt của đám cường giả dị thần tộc sau lưng thần quân lập tức trở nên khó coi. Hắn ta đang miệt thị dị thần tộc. Thần quân bỗng bật cười khẽ thế ư. Diệp Huyên nhìn thần quân, đúng. Thần quân cười nói, vậy hôm nay chúng ta hay so xem bên nào nhiều hơn. Sau đó hắn ta quay đầu nhìn về phía tinh không sâu thẳm, vô biên chủ tôn kính, việc đã đến nước này, lẽ nào ông còn muốn ẩn giấu thực lực sao? Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía tinh không thăm thẳm kia, cũng nhìn thấy vô biên chủ. Lúc nhìn thấy ông ta, hắn khẽ nheo mắt, kiếm thanh huyên trong tay đột nhiên rung chuyển mạnh mẽ. Ngập tràn ý chí chiến đấu, chơi với nhóc này chút nhỉ. Trong đầu Diệp Huyên thoáng hiện lên suy nghĩ ấy, sau đó hắn vội lắc đầu gạt bỏ nó đi, thôi thì vẫn nên tìm đứa nào dễ xử hơn chút vậy. Vô biên chủ nghe xong lời thần quân nói, chỉ trầm mặc. Thần quân cười nói, nếu các hạ muốn bào mòn nguồn lực của dị thần tộc ta, vậy thì ta chỉ có thể rút thôi. Giờ thì hắn ta đã biết được thực lực của vũ trụ nơi đây, tuy hắn ta cũng không sợ nhưng lại không muốn bản thân bị coi như công cụ. Nếu mục đích của cả hai đều là tiêu diệt vũ trụ này, vậy thì tại sao chỉ có mình dị thần tộc phải liều mạng? Hắn ta đâu có ngu. Đúng lúc này. Vô biên chủ đột nhiên cất lời, các ngươi nhiều người như vậy tại sao lại phải đấu tay đôi với hắn chứ? Ngươi tưởng đây là trò chơi trẻ con đấy à? Cậu một quyền rồi tớ trả lại một quyền. Mọi người. Sắc mặt của thần quân lập tức trở nên khó coi, vô biên chủ, ông chắc chắn là sẽ không để thuộc hạ của mình ra trận. Hắn ta biết vô biên chủ cũng có một nhóm thuộc hạ là cường giả siêu cấp, nếu không thì hồi trước dị thần tộc và yêu thần tộc đã không bị ngăn cản. Vô biên chủ lạnh nhạt nói, người muốn giành được chỗ tốt, lại không muốn liều mạng, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Nếu ngươi cảm thấy bản thân thua thiệt thì bây giờ cứ việc dẫn thuộc hạ đi luôn đi. Thần quân nhìn chằm chằm vô biên chủ. Lúc này, tam tiểu thư đột nhiên lạnh lùng lên tiếng, vô biên chủ, hiện giờ chúng ta đang chung thuyền, thắng thì cùng lợi, thua thì cùng thiệt. Ông là một người thông minh, hẳn cũng hiểu đạo lý này. Nếu ông chỉ muốn để phe bọn ta và vũ trụ này chịu tổn hại, thì ta nói thẳng cho ông biết. Ông sai rồi, tuy dị thần tộc bọn ta muốn vũ trụ chi tâm của cả hai nơi, nhưng sẽ không để ông coi như công cụ đâu. Vô biên chủ gật đầu, vậy các ngươi cứ đi đi. Nghe xong câu đó, sắc mặt của tam tiểu thư lập tức trở nên khó coi. Đi. Thần quân nhìn vô biên chủ, không nói tiếng nào. Vô biên chủ nói trước, thần quân. Ta không định để dị thần tộc các ngươi dốc hết sức lực toàn tộc, nhưng hiện giờ ngươi đã thật sự dốc sức chưa? Nếu ngươi muốn bỏ cái giá thấp nhất mà đòi đạt được nhiều lợi ích nhất thì ngươi nghĩ nhầm rồi. Thần quân trầm giọng đối đáp, vậy ông muốn dị thần tộc bọn ta làm gì? Vô biên chủ nói, ngươi dốc toàn lực của ngươi, đừng che giấu nữa. Ngươi yên tâm, dị thần tộc các ngươi không phải đang liều mạng một mình, thứ hiện giờ ngươi đang thấy cũng không phải thực lực tổng thể của vũ trụ này.
đợi lát nữa, lúc nên ra tay thì người của ta sẽ xuất hiện. Thần quân không nói thêm gì nữa mà quay người nhìn Diệp Huyên cách đó không xa, giết. Vừa dứt lời, hắn ta liền nắm chặt tay phải, sau đó đánh một quyền về phía Diệp Huyên. Đích thân ra tay. Hắn ta vừa đánh ra quyền kia, một luồng sức mạnh hủy diệt trời đất lập tức ập về phía Diệp Huyên, cùng lúc đó, 10 vạn kỵ binh đồng thời ảo xuống, không chỉ vậy mà còn có hơn 100 kẻ áo đen cầm trường đao đột nhiên lao từ trên trời xuống dưới. 100 người kia đều là thần kiếp cảnh. Rõ ràng là đang muốn liều mạng mà. Vào khoảnh khắc thần quân xuất thủ, Diệp Huyên khẽ nheo mắt, tay phải nắm chặt kiếm Thanh Huyên, đang định xuất chiêu thì một người phụ nữ bỗng nhiên xuất hiện chắn phía trước hắn. Bà ấy đột nhiên đấm ra một quyền về phía trước. Ầm ầm. Trong giây lát, một vòng xoáy đột nhiên xuất hiện trước nắm đấm của bà, tiếp theo đó một luồng sức mạnh khủng khiếp ào từ trong vòng xoáy ra. Ầm. Không gian trước mặt người phụ nữ và thần quân đồng loạt nổ tung. Diệp Huyên nhìn thấy người phụ nữ trước mắt, lập tức sửng sốt. Bởi vì hắn không nhận ra đó là ai. Lúc này, Đinh Thược Dược ở bên dưới đột nhiên nói, đó là Kỳ Tỷ Thiên, người cứ gọi bà ấy là gì Kỳ. Kỳ Tỷ Thiên. Diệp Huyên hơi sững ra, sau đó vội nói, chào gì Kỳ. Kỳ Tỷ Thiên quay đầu nhìn Diệp Huyên, bật cười. Sau đó quay lại rồi lao thẳng về phía thần quân. Diệp Huyên cũng không dám trì hoãn thêm, hắn nhìn về phía 10 vạn kỵ binh, không hề nói nhiều mà khẽ mở tay ra, kiếm Thanh Huyên đột nhiên bay lên. Sau đó, hơn 100 triệu phi kiếm trực tiếp hóa thành kiếm quang chém về phía đám kỵ binh kia. Trong thoáng chốc, kiếm quang bao phủ khắp chân trời. Nhưng lần này đám kỵ binh không hề dừng lại mà đồng loạt lao thẳng xuống dưới. Cứng trọi cứng. Bọn chúng muốn xông ra khỏi kiếm trận của Diệp Huyên. Cùng lúc đó, 100 cường giả thần kiếp cảnh đã lao xuống bên dưới, đồng thời, mấy trăm ánh kiếm cũng đột ngột phóng lên trên từ bên trong thư viện Quan Huyên. Người dẫn đầu chính là Tư Đồ Thính Vân. Sau lưng nàng ta là toàn bộ kiếm tu của Dương tộc, bọn họ đều là người mà Thanh Khâu và nàng ta đích thân bồi dưỡng bên trong tháp nhỏ. Bởi vì tu luyện trong tháp nhỏ, còn được Tần Quan góp thêm vật lực mà những kiếm tu đều đạt tới vạn kiếp cảnh. Có thể nói rằng bọn họ chính là nhóm cường giả có thực lực mạnh nhất thư viện Quan Huyên hiện giờ. Mấy trăm kiếm tu trực tiếp đối đầu với những cường giả cấp cao kia, tuy cảnh giới thấp hơn một, hai bậc nhưng những kiếm tu đó đều có thực lực chiến đấu vượt cấp, có điều cường giả của dị thần tộc cũng không yếu, một chọi ba mà vẫn không hề rơi vào thế yếu. Ninh Thược Dược ở một bên bỗng nhìn về phía chân trời. Hiện giờ mấy thế lực lớn của vũ trụ vô biên như Tự Nhiên Tông và Thần Tông vẫn chưa xuất chiến, ngoài ra, vô biên chủ đã đánh thức một nhóm cường giả cấp cao tại mộ vô biên mà vẫn chưa cho bọn chúng xuất hiện. Thanh Khâu gật đầu, hẳn là ông ta đang đề phòng Tần Quan cô nương. Tần Quan. Ninh Thược Dược gật đầu, thật ra bà biết rõ vô biên chủ vốn dĩ đã muốn giết chết Tần Quan, nhưng ông ta không thành công, vì tiễn pháp của Tần Quan quả thật quá đáng sợ. Hơn nữa, Tần Quan còn nắm trong tay khoa học kỹ thuật văn minh đỉnh nhất của những vũ trụ đã được tìm ra hiện giờ. Trong tình hình tam kiếm không xuất thủ, muốn giết được Tần Quan là điều vô cùng khó. Dường như nghĩ tới gì đó, Đinh Thược Dược bỗng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không sâu thẳm, giờ phút này, An Nam Tịnh đã áp đảo Diệp Thánh Quân. Áp đảo hoàn toàn. Thấy vậy, Đinh Thược Dược nhất thời thở phào một hơi, nhưng chỉ lát sau bà đã nheo mắt lại. Bởi vì bà nhận ra vừa có một bóng đen đột nhiên tham gia cuộc chiến của An Nam Tịnh và Diệp Thánh Quân. 2-1. Ninh Thược Dược bỗng quay đầu nhìn về phía Thiên Tú, quả nhiên chỗ cổ Thánh Quân cũng có thêm một cường giả thần bí giúp đỡ. Ninh Thược Dược trầm giọng cất lời, vô biên chủ kia muốn kìm chân hai người họ. Thanh Khâu gật đầu. Ở chân trời, vừa tách ra với Kỳ Tỷ Thiên, thần quân liền nhìn bà, hỏi, ngươi là ai? Khóe môi Kỳ Tỷ Thiên khẽ cong, Kỳ Tỷ Thiên cao hơn trời. Nói tới đây, thân hình bà khẽ run lên, tiếp đó, không gian phía trên đỉnh đầu thần quân lập tức vỡ ra, một bóng hình lao thẳng xuống dưới. Trong mắt thần quân lóe lên ánh sáng hung ác, vậy ta sẽ phá nát trời kia. Vừa dứt lời, hắn bỗng đạp mạnh chân phải, phóng thẳng lên trời. Ầm ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp nơi. Sau đó có một bóng người liên tục lùi nhanh lại. Kẻ bị đánh lui chính là thần quân.
lúc dừng lại được, thần quân liền ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Tỷ Thiên đằng xa, trong mắt ngập tràn vẻ khó tin, sao có thể? Kỳ Tỷ Thiên cười khẽ, cả đời này ta chỉ từng bị một người đánh, còn ngươi? Sau đó khóe miệng bà cong lên thành nụ cười khinh thường, là cái thá gì? Vừa dứt lời, bà liền lao thẳng về phía trước. Thần quân nheo mắt, hai tay quét ngang. Ầm ầm. Thần quân lùi lại cực nhanh. Đến lúc hắn ta đứng lại được thì cả hai tay đã vỡ nát, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy vậy, sắc mặt thần quân lập tức trở nên vô cùng khó coi, hắn ta bị áp đảo rồi. Ở nơi xa, Kỳ Tỷ Thiên phủi tay, sau đó quay đầu nhìn Vô Biên Chủ cách mình rất xa, khóe miệng khẽ cong. Bà đang định xuất thủ thì Thanh Khâu ở đằng xa đột nhiên cất lời can ngăn, đừng đánh nhau với lão. Kỳ Tỷ Thiên nghe thấy vậy thì nhíu mày nhìn về phía Thanh Khâu. Lúc thấy Thanh Khâu, mắt bà bỗng nheo lại, là ngươi à? Ninh Thược Dược vừa thấy vậy lập tức biến sắc, Tỷ Thiên, nàng ấy là bản thể, không phải thiên mệnh kia đâu. Năm xưa nàng ấy là người bảo vệ vũ trụ tam rồ. Kỳ Tỷ Thiên không nói gì. Ninh Thược Dược chỉ về phía thần quân đằng xa, đánh chết kẻ kia trước đã. Kỳ Tỷ Thiên liếc Thanh Khâu một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía thần quân ở đằng xa, đúng lúc này. Thần quân đột nhiên gằn giọng, người đánh nhau giỏi lắm sao? Người Kỳ Tỷ Thiên đột nhiên biến mất. Ầm ầm. Đồng tử của thần quân bỗng co nhỏ, sau đó hắn ta lập tức bị đánh bay. Quỳnh. Thân thể của thần quân nhanh chóng vỡ nát. Kỳ Tỷ Thiên nhìn thần quân đã nát thân thể, hờ hững nói, ta đánh nhau giỏi lắm. Không phục à, ngươi tới đánh ta đi. Thần quân đột nhiên ngẩng đầu, gầm thét, người đâu? Ầm. Vòng xoáy màu đen đột nhiên rung chuyển mãnh liệt. Gọi người. Ở một bên, Đinh Thực Dược im lặng một lát rồi mở tay ra, một lá bùa truyền âm từ từ bay lên, lúc bùa truyền âm bay vào không trung thì lập tức bốc cháy. Gọi người. Lúc này thần quân đã nổi giận, hắn ta có bao giờ bị coi thường thế chứ? Có khi nào dị thần tộc từng bị coi thường thế chứ? Lúc này, hắn ta chỉ muốn tiêu diệt cả vũ trụ Quan Huyên. Ngay sau đó, trên bầu trời thư viện Quan Huyên, cơn lốc đen rung chuyển dữ dội, từng luồng hơi thở kinh người liên tục tuôn trào. Kỳ Tỷ Thiên liếc nhìn cơn lốc xoáy đen, nhún vai, vẻ mặt thản nhiên, chẳng phải chỉ là đến đánh nhau thôi sao? Ở bên kia, Diệp Huyên vẫn như cũ, ra sức ngăn chặn 100.000 kỵ binh, không chỉ vậy, hắn còn giết chết gần nghìn kỵ binh rồi. Các nhóm kỵ binh kia thực sự phối hợp không tốt lắm, tuy phi kiếm nhiều nhưng chỉ có kiếm Thanh Huyên của hắn mới có thể phá vỡ được lá chắn to lớn của bọn họ, vì vậy. Đánh một lúc lâu, hắn cũng chỉ mới giết hơn nghìn người. Lúc này, Diệp Huyên không chỉ điều khiển một mà là phải thực hiện cả vạn, cả trăm triệu. Dưới sự điều khiển của hắn, hơn trăm triệu phi kiếm giống như vật sống, cộng thêm kiếm ý nhân gian của hắn, uy lực mỗi một thanh phi kiếm đều cực mạnh. Dù như vậy, chúng lại tiêu hao rất nhiều tinh thần lực và thần hồn của hắn, đồng thời điều khiển trăm triệu, nghĩ đã thấy sợ. Ngay lúc này, thống lĩnh kỵ binh trên bầu trời bỗng cầm trường thương, tức giận chỉ Diệp Huyên, giết. Giết. Vừa nói xong, kỵ binh sau lưng hắn ta đột nhiên lao xuống. Tiếng vó ngựa chấn động khắp chư thiên vạn giới. Lúc này, các kỵ binh kia chém giết đỏ cả mắt, ánh mắt ai cũng đỏ rực, chỉ muốn chém giết người. Chớp mắt, một vài phi kiếm ở phía trước lập tức bị tách ra, nhưng lúc này, vô số phi kiếm lập tức bổ sung vào. Diệp Huyên ở bên dưới, ánh mắt hung tợn, ánh mắt hắn nhìn thống lĩnh kỵ binh, thấy vậy, vẻ mặt thống lĩnh kỵ binh kia lập tức thay đổi, mà lúc này, một luồng kiếm quang đã xuất hiện trước trán hắn ta. Thống lĩnh kỵ binh vội cầm lá chắn trong tay chặn lại. Ầm ầm. Tiếng nổ vang lên không ngừng, lá chắn trong tay thống lĩnh kỵ binh bỗng vỡ nứt, hắn ta lập tức bay ra cả nghìn trượng, mà khi hắn ta dừng lại, mười mấy kỵ binh đã tạo thành lá chắn ở trước mặt. Thống lĩnh kỵ binh xuyên qua mà chắn các kỵ binh nhìn xuống các phi kiếm hỗn loạn của Diệp Huyên, ánh mắt xem thường, hung hăng nói, ta muốn xem ngươi ngăn chặn kỵ binh thập phương thế nào. Vừa nói xong, hắn ta nâng tay phải, đang định đánh xuống thì ngay lúc ấy, hắn ta như cảm nhận gì đó. Lập tức sợ hãi, đang muốn lùi nhưng đã muộn, cổ họng nứt ra, một thanh kiếm đã đâm vào cổ họng hắn ta, ghim chặt hắn ta tại chỗ. Trảm tương lai. Trảm tương lai của Diệp Huyên đã không còn là trảm tương lai của trước kia,
cộng thêm kiếm Thanh Huyên và kiếm kỹ Vô Ngã, hắn có thể làm đến mức thần không biết quỷ không hay. Thống lĩnh kỵ binh bị ghim chặt tại chỗ, hắn ta đột nhiên quay người nhìn một kỵ binh phía xa, giống giận, kể từ bây giờ, phó thống lĩnh A Mông chính là thống lĩnh kỵ binh. Vừa dứt lời, kiếm Thanh Huyên khẽ rung chuyển, thống lĩnh kỵ binh lập UC bị hấp thụ sạch sẽ. Linh hồn bị tiêu diệt. Thấy vậy, phó thống lĩnh ở phía xa bỗng giống gào, giết. Giết ngay lập tức. Nói xong, hắn ta lập tức dẫn đầu lao về phía Diệp Huyên bên dưới. Mà bên cạnh, một nhóm kỵ binh cũng đồng loạt lao xuống theo, tiếng vó ngựa vang vọng chân trời. Ở bên dưới, vẻ mặt Diệp Huyên lúc này đã cực kỳ tái nhợt. Điều khiển cả trăm triệu phi kiếm đã rất mất sức, mà hắn còn phải điều khiển lâu như vậy, có thể nói đã sắp đạt đến cực hạn rồi. Nhưng hắn cũng không còn cách nào, chỉ đành kiên trì, bởi vì một khi hắn chùn bước, thì những kỵ binh này lao xuống, đối với Thư viện Quan Huyên mà nói, chắc chắn sẽ là mối họa lớn. Thư viện Quan Huyên hiện tại, còn không chống lại được thế lực cổ xưa dị thần tộc. Diệp Huyên bỗng hít sâu một hơi, nhìn vô số kỵ binh kia mang theo hơi thở kinh người xả xuống. Ánh mắt hắn trở nên hung tàn, hắn bỗng gào lên. Ầm. Một luồng huyết mang phóng thẳng lên trời. Kích hoạt huyết mạch chi lực. Sau khi huyết mạch chi lực được kích hoạt, hơn trăm triệu phi kiếm kia lập tức biến thành từng thanh kiếm đỏ nha máu. Diệp Huyên chợt quát lên, chém. Bù. Thoáng chốc, hơn trăm triệu thanh kiếm phóng lên trời, chấn động cả vũ trụ. Ở phía xa, A Mông bỗng quát lớn như điên cuồng, tiếp tục lao xuống. Nghe thấy lời A Mông, các kỵ binh dị thần tộc lập tức lao xuống như điên. Lúc này bọn họ đã bừng bừng hỏa khí, bọn họ thân là đội kỵ binh dẫn đầu, cả đời chinh chiến vô số trận, có thể nói, nhiều lúc, kỵ binh tấn công, có nghĩa trận chiến đã kết thúc, thế nhưng hôm nay, bọn họ lại bị mấy người vài người dùng sức chống lại. Như vậy đối với bọn họ mà nói chính là sỉ nhục. Kỵ binh lao xuống, vạn mã phi nhanh, ai có thể ngăn cản. Mà hôm nay, bọn họ lại bị cản lại, há có thể nhẫn nhịn. Trên bầu trời, vô số kỵ binh ùa xuống, như gió bão lao về phía Diệp Huyên. Trên đường, vô số phi kiếm bị tách ra. Ở bên dưới, Thanh Khâu nhìn bầu trời cùng với Diệp Huyên dùng sức một mình chống lại kỵ binh thập phương, nàng ấy siết chặt tay, không biết đang nghĩ gì. Xung quanh, các học sinh thư viện Quan Huyên cũng đang nhìn Diệp Huyên. Viện trưởng. Đây chính là viện trưởng của thư viện Quan Huyên. Mới đầu, bọn họ rất lạ lẫm đối với Diệp Huyên, bởi vì Diệp Huyên căn bản không ở thư viện Quan Huyên, bọn họ chỉ biết Diệp Huyên là viện trưởng, chỉ vậy mà thôi, nhưng lúc này, bọn họ biết Diệp Huyên là viện trưởng rồi. Viện trưởng. Không chỉ là một kiểu xưng hô, mà còn là trách nhiệm, gánh vác. Ngay lúc này, kiếm ý nhân gian xung quanh Diệp Huyên bỗng bùng nổ. Đồng thời, thời không xung quanh Diệp Huyên bỗng truyền đến một luồng kiếm ý nhân gian đáng sợ. Chuyện đáng nói là, trận chiến trên bầu trời Thư viện Quan Huyên, được tiên bảo các của Tần Quan dùng cách thức đặc biệt đưa vào tầm nhìn tất cả Thư viện Quan Huyên trong cả vũ trụ Quan Huyên. Trận chiến hôm nay, không chỉ liên quan đến sinh tồn của Thư viện Quan Huyên, mà còn liên quan đến cả sự tồn vong cả vũ trụ Quan Huyên. Vì vậy, Đinh Thược Dược yêu cầu người của tiên bảo các đưa hình ảnh trận chiến này vào các thư viện Quan Huyên trong vũ trụ Quan Huyên, mục đích chính là để toàn bộ học sinh thư viện Quan Huyên đều biết mọi chuyện xảy ra hôm nay, nhớ rõ những người đã chiến đấu đến chết vì thư viện Quan Huyên và vũ trụ Quan Huyên. Mà lúc này kiếm ý nhân gian của Diệp Huyên bỗng tăng mạnh, nguyên nhân chủ yếu là vì hắn đang gây dựng lòng tin trong lòng các học sinh thư viện Quan Huyên. Tín ngưỡng trước kia, chỉ đơn thuần là tín ngưỡng. Mà tín ngưỡng lúc này, không chỉ là tín ngưỡng, mà còn có sùng bái, còn có kích động, có phấn khích. Trên bầu trời, kiếm ý nhân gian của Diệp Huyên càng lúc càng mạnh. Kiếm ý đột nhiên thay đổi như vậy, bản thân hắn cũng không ngờ đến, nhưng, đây là chuyện tốt. Kiếm ý bỗng tăng mạnh, khiến uy lực phi kiếm của hắn cũng tăng mạnh theo. Ầm ầm. Trên bầu trời, từng phi kiếm chém qua. Các kỵ binh vốn đang lao về phía Diệp Huyên lại bị phi kiếm đẩy lùi, không những vậy, lúc này màn chắn từ các kỵ binh kia cũng không thể ngăn nổi phi kiếm của Diệp Huyên. Thấy vậy, vẻ mặt thần quân ở phía xa thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi. Không phải nói tên này là vua dựa dẫm sao?
Còn trẻ như vậy đã sở hữu thực lực đáng sợ đến thế, đây là vua dựa dẫm. Thần quân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía xa, lúc này, đối thủ của An Lan Tịnh và Thiên Tú kia lại thêm một người. Lấy một đánh ba, hai cô gái tuy là một đánh ba, nhưng hắn ta lại kinh sợ phát hiện, hai người này lại đánh áp đảo đối thủ bọn họ. Hai vị thánh quân cộng thêm vài cao thủ thực lực không kém thánh quân, mà lại bị áp đảo hoàn toàn. Thấy vậy, sắc mặt thần quân lại trở nên nghiêm trọng. Một khi hai cô gái này đánh thắng mấy người thánh quân, cùng lúc, các kỵ binh trong sân lập tức sẽ bị tàn sát. Nghĩ đến đây, thần quân ngẩng đầu nhìn tinh không sâu thẳm, Vô Biên chủ, hiện tại bọn họ đã bị dị tộc ta ngăn chặn, nếu thủ hạ ngươi ra tay, nhất định một kích đánh tan vũ trụ hiện hữu. Vô Biên chủ lại lắc đầu, Tần các chủ còn chưa ra tay. Tần các chủ. Thần quân bỗng giống giận, người phụ nữ kia chẳng qua chỉ là có tiền mà thôi, thì sao chứ? Nghe vậy, Vô Biên chủ nhíu mày, có phần không vui. Có tiền mà thôi. Mà thôi. Cho dù An Lan Tịnh vừa mới tới, hoặc là Thiên Tú hay Kỳ Tỷ Thiên kia, đều không đáng sợ bằng Tần Quan, không phải nói về thực lực, mà là thực lực tổng thể. Ba người trước mặt đều chỉ là một mình, một cá thể nhưng Tần Quan không giống, sau lưng người phụ nữ này có cả vô số người. Nghe thấy lời của thần quân, Vô Biên chủ thực sự cũng có chút tức giận, tên này khinh thường Tần Quan như vậy, đúng là đang tự tìm đường chết mà. Vô Biên chủ liếc nhìn thư viện Quan Huyên bên dưới, thực ra, Tần Quan đang ở trong thư viện Quan Huyên, chỉ là vẫn không lộ mặt, cô gái này lựa chọn che giấu, tức là có sát chiêu. Mà sát chiêu của cô gái này, há lại tùy tiện dễ dãi. Vì vậy, người của ông ta đều đang đề phòng. Nhìn thấy Vô Biên chủ không có hành động gì, Tần Quân tức giận không thôi, nhưng ông ta cũng đành chịu, hiện tại dị thần tộc đã vào thế, muốn rút lui, căn bản là chuyện không thể. Bọn họ chỉ có thể liều mạng. Thần quân ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này, trong cơn lốc xoáy đen bỗng tăng tốc chuyển động, đồng thời, từng luồng hơi thở kinh khủng không ngừng tuôn ra. Người chưa đến, khí thế đã tới. Rõ ràng, cao thủ đỉnh cao của dị thần tộc đã đuổi đến, hơn nữa, cũng sắp đến rồi. Thấy thế, trong lòng thần quân thở phào nhẹ nhõm, đúng là dị thần tộc vẫn còn cử viện binh đến. Như nghĩ đến gì đó. Hắn ta đột nhiên nhìn đinh thực dược bên dưới, hắn ta lại nhìn thấy, lúc trước người phụ nữ này đã gọi người, nhưng hiện tại lại không có động tĩnh gì. Là hư chiêu. Rõ ràng là không thể. Trong lòng thần quân bỗng có chút bất an, từ sau khi An Lan Tịnh và Thiên Tú cùng với Kỳ Tỷ Thiên xuất hiện, tự nhiên hắn không còn dám coi thường vũ trụ Quan Huyên nữa. Vì vậy, khi thấy đinh thực dược gọi người, thật ra hắn cũng rất thận trọng. Ai biết người phụ nữ này sẽ gọi ai đến? Đột nhiên, thần quân nhìn Kỳ Tỷ Thiên đứng trước mặt phía xa, tại sao ngươi không ra tay? Từ nãy cho đến lúc hiện tại trận chiến kết thúc, cũng đã được một lúc, nhưng cô gái trước mắt này lại không ra tay, chẳng bình thường chút nào. Kỳ Tỷ Thiên cười nói, đợi ngươi gọi người. Vẻ mặt thần quân u ám, ngông cuồng. Kỳ Tỷ Thiên khẽ cười, có chút do dự, nói này, tại sao các người lại muốn đánh tên này? Chẳng lẽ các ngươi không biết sau lưng tên này có một cô gái rất biến thái sao? Thần quân nheo mắt, cô gái biến thái, người nói đến cô gái váy trắng. Rõ ràng, trước khi đến bọn họ cũng đã nghe ngóng về Diệp Huyên rồi. Kỳ Tỷ Thiên gật đầu, có phần kinh ngạc, nếu ngươi đã biết tên nàng ta, tại sao còn dám đến nhắm vào ca ca nàng ta? Chẳng lẽ ngươi không biết nàng ta là một kẻ cuồng ca ca sao? Thần quân nhìn Kỳ Tỷ Thiên. Khinh thường nói, chẳng qua chỉ là một kiếm tu, dị thần tộc ta sao phải sợ? Ngươi không biết gì về thực lực dị thần tộc ta cả. Kỳ Tỷ Thiên ngẫm nghĩ, sau đó nói, thật sự là ta không biết thực lực dị thần tộc ngươi, nhưng, cô gái kia ta khuyên ngươi nên kính cẩn với nàng ta chút đi. Kính cẩn. Thần quân cười lạnh, ta phải kính cẩn với nàng ta. Đúng là chuyện nực cười, ta đường đường là thần quân dị thần tộc, có mấy chục vạn đội quân trong tay. Là vô kiếp cảnh đỉnh cao, ta còn phải e sợ một kiếm tu. Một kiếm tu của vũ trụ vô biên, chưa từng nhìn thấy thế sự, mà dám xem thường vô địch, ta chỉ có thể nói, vô chi, nực cười, nàng ta. Vù. Đột nhiên, thời không trên trời nứt ra, một thanh kiếm chém xuống. Quỳnh. Thần quân còn chưa kịp phản ứng,
cả người hắn ta lập tức bị một thanh kiếm đâm vào đầu. Ầm. Một luồng kiếm khí từ trong thân thể thần quân bắn ra, chớp mắt, đầu cả chục vạn kỵ binh thần phương đều bay lên, bầu trời thoáng chốc đỏ rực. Tất cả mọi người đều sững sờ. Kỳ Tỷ Thiên nhìn thanh kiếm trên đầu thần quân, chỉ im lặng. Kiếm hành đạo. Kỳ Tỷ Thiên nhìn vẻ mặt ngơ ngác của thần quân, thấp giọng thở dài, đứa trẻ ngốc, ta bảo ngươi kính cẩn với nàng ta, ngươi lại nghĩ rằng ta hại ngươi sao? Đúng, không sai, ta chính là đang hại ngươi đó, hì hì. Cười như nhìn tên mập mạp trăm ký vậy. Thần quân. Ngơ ngác. Thần quân ngây người. Tam tiểu thư bên cạnh cũng sững người. Thần quân bị một kiếm không rõ diệt gọn. 100.000 kỵ binh mà lại bị diệt nhanh như vậy. Chết rồi, trong sân các cao thủ dị thần tộc đều hóa đá tại chỗ. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao nói diệt là diệt luôn rồi? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 220.